Chương 1.400 cùng nghệ phong bất đồng chính là Liễu nhiên nhìn lão giả có chút ấy này nói thực xin lỗi lão giả lắc Lắc đầu nói lão giả lắc Lắc đầu nói thế cân bằng này đã giữ vững lâu rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị phá bỏ chỉ có điều mọi chuyện không được như là mong muốn khục lão giả thở dài một hơi nghệ phong nghe được từ trong đó bất đắc dĩ hiển nhiên đối với Liễu nhiên không ôm quá nhiều hy vọng Liễu nhiên kiên định nhìn lão giả nói cho dù phải chết ta cũng sẽ giữ vững lời hứa của mình. Nghệ phong minh bạch trong chuyện này khẳng định còn rất nhiều bí mật. Chỉ có điều, nghe được lão đầu tử đã bước vào thánh cấp cũng phải biểu lộ như vậy, nghệ phong đã biết rõ độ khó của nó lớn đến bao nhiêu. Lão giả rời mắt nhìn về phía nghệ phong nói, người tu luyện lăng thần quyết, tại ta tông có địa vị phi phàm. Bất quá, hiện tại thực lực của ngươi quá yếu, nhân vật cấp bậc ngang hàng với sư tôn người tự nhiên khinh thường việc so đo với ngươi. Nhưng mà, đám hạ nhân chưa chắc đã buông tha cho ngươi. Liễu nhiên có thể giúp ngươi một lần, có thể giúp ngươi hai lần, nhưng không thể giúp ngươi đến lần thứ ba. Nói đến đây, lão giả dừng một chút sau đó tiếp tục. Tất cả vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Sư tôn ngươi bước vào thánh cấp, có thể không chút để ý nào xé nát hiệp nghị. Đó chính là cường giả vi tôn, với căn cơ thiên phú của ngươi, phát triển thực lực. Cũng không chậm, chỉ có điều ngươi vừa gây ra hành động kinh thiên như vậy, tốc độ phát triển như vậy vẫn không đủ. Vãn bối hiểu rõ, nghệ phong gật đầu hắn đương nhiên biết rõ bản thân sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Có lão đầu tử uy hiếp, tuy rằng bọn hắn sẽ khiêm tốn một chút. Nhưng chỉ cần bắt được cơ hội, tìm được lý do, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho bản thân mình. Thánh tông người có thể vì một tên quân gia phạm sai lầm mà diệt mặc ra, như vậy, bọn hắn tự nhiên có thể vì nghệ phong phạm sai lầm mà trả thù. Tuy rằng bọn hắn không dám đổ lên trên đầu lão đầu tử, nhưng chém giết nghệ phong vẫn làm chuyện có thể. Cho nên người cần phải hiểu rõ, tuy rằng liễu nhiên xuất thế sẽ khiến cho một vài người bị uy hiếp cực lớn, nhưng cũng khiến cho càng nhiều người muốn chém giết ngươi. Hiện tại, ngươi phải cẩn thận, tiến hành từng bước một, hiểu chưa? Lão giả nhắc nhở, mà thực lực không thể nghi ngờ là tiền vốn lớn nhất. Chỉ cần ngươi có thể bước vào cánh cửa kia, lúc đó tất cả mọi người trong thiện hạ chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi. Vãn bối minh bạch, ừ, lăng thần quyết tụ tập nghìn vạn công pháp vào trong một thể, cho nên đấu khí tu luyện ra cũng không có phân thuộc tính xem tình huống của ngươi, tựa hồ đã lĩnh ngộ ba loại thuộc tính, thủy thuộc tính ngươi đã mơ hồ nắm được, mà mộc thuộc tính ngươi phải nhanh một chút lĩnh hội. Ngũ hành đủ cả sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho ngươi. Ngươi cũng nên nghiên cứu thoáng qua ngũ hành, đối với người khác mà nói nó là gân gà, nhưng đối với ngươi nó còn tốt hơn cả công pháp thiên giai. Lời này khiến cho nghệ phong một lần nữa coi trọng thêm ngũ hành. Không chỉ triệu lão, ngay cả vị tiền bối tà tông trước mặt cũng nói y hệt như thế. Đối với ngũ hành, Nghệ Phong đã từng nghiên cứu thoáng qua một chút, bất qua sau khi cảnh giới của hắn càng cao, càng nghiên cứu ngược lại càng cảm thấy mê hoặc. Tốt rồi, hy vọng lần sau gặp lại, người có thể khiến cho ta nhìn thẳng vào. Lời này khiến cho Nghệ Phong cười khổ, muốn cho một thánh cấp trực tiếp nhìn thẳng, quả thực áp lực tương đối lớn. Liễu nhiên, sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, lập tức quay về Thánh Thành một chuyến, tuy rằng ngươi không muốn lưu lại Thánh Thành, nhưng sự việc kia ngươi mới chỉ hoàn thành được một nữa. Ngươi bắt buộc phải hoàn thành nó. Lão giả nói, Vãn Bối hiểu rõ, đối với việc có lợi cho bản thân, Liễu Nhiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu lần này không phải vì Nghệ Phong cùng Liễu Mộng Nhiên gặp chuyện, hắn tuyệt đối không đi ra. Sau khi Liễu Nhiên gật đầu, lão giả liền biến mất. Liễu Nhiên nhìn thoáng qua địa phương lão giả vừa đứng, sau đó quay đầu nhìn Nghệ Phong nói: "Đi thôi, quay về tội ác chi thành." Nói xong, Liễu Nhiên liền đặt tay lên vai Nghệ Phong, giẫm chân một cái, thân ảnh hai người lập tức biến mất trong khoảng thời gian rất ngắn nghệ phong đã trở về đến tội ác chi thành tam trưởng lão nhìn thoáng qua hai người nghệ phong cùng liễu nhiên trong lòng thở dài một hơi nàng thế nào rồi tam trưởng lão lắc lắc đầu nói trừ phi tìm được hai loại dược liệu kia bằng không lời này khiến cho sắc mặt nghệ phong có chút ảm đạm tuy rằng giết nhiều người nhưng nếu như điệp vận du vì vậy mà vẫn lạc thì giết nhiều người hơn nữa cũng có lợi ích gì lão đầu tử người có biện pháp gì không nghệ phong mang theo hy vọng nhìn về phía lão đầu tử thánh cấp siêu phàm nhập thánh tự nhiên phải có năng lực siêu phàm liễu nhiên lắc lắc đầu nói thương thế của nàng quá nặng ta chỉ có thể kéo dài tính mạng của nàng nhưng không có cách nào chữa khỏi trên phương diện y thuật không có bao nhiêu người vượt qua được lão gia hỏa này nghe được lão đầu tử nói thế nghệ phong hít sâu một hơi chậm rãi nói nàng còn có thể kiên trì được bao lâu tam trưởng lão nói ta có thể bảo chứng trong vòng 2 tháng nàng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Trong vòng 3 tháng khả năng duy trì tính mạng chỉ còn lại năm thành, sau 3 tháng thì. Đúng lúc này, lão đầu tử đột nhiên mở miệng nói. Ta có thể tranh thủ giúp nàng một tháng. Nghe được lão đầu tử nói vậy, nghệ phong cảm thấy vô cùng gấp gáp. Thời gian hắn có bất quá chỉ là 3 tháng, mà hai loại dược vật kia lại là dược vật từ thời viễn cổ, bây giờ còn tồn tại hay không đã là vấn đề, huống chi dược vật bực này cho dù còn tồn tại muốn tìm ra cũng rất khó lão đầu tử người từng nghe qua hải lam thánh quả cùng ngũ hành linh sâm hay chưa nghệ phong hỏi liễu nhiên lắc lắc đầu nói nếu nghe nói qua ta đã giúp ngươi đoạt tới rồi tam trưởng lão đứng ở một bên mở miệng nói ta từng nghe nói qua hải lam thánh quả tựa hồ tại đông hải từng xuất hiện bóng dáng của nó chỉ có điều cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi cũng không thể xác định nếu như vậy đi đông hải một chuyến Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói, còn nước còn tát, bất kể như thế nào đi nữa hắn cũng phải đi thử thời vận. Nghệ Phong không có khả năng đứng nhìn Điệp Vận Du gặp chuyện không may. Liễu nhiên nghe thấy Nghệ Phong nói như vậy, gật gật đầu nói. Lần này ta cũng không thể đi cùng ngươi, thương thế của nàng còn cần ta ở lại đây duy trì, tranh thủ cho ngươi thời gian. Ngươi thu lấy giọt máu này, có thể thông qua nó báo tin cho ta. Bất quá ngươi chỉ có thể sử dụng một lần, nói xong, liễu nhiên bước ra một giọt máu, dung nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nghệ Phong nhẹ gật đầu, hắn biết rõ ý tứ của Liễu Nhiên, chính là nếu thực sự tìm được loại dược liệu này, nếu như không chiêm được có thể mời hắn ra tay. "Vậy ngươi đi đi, thừa dịp trong khoảng thời gian này ta sẽ kiến tạo một tòa truyền tống trận ở nơi này." Nghệ Phong nghe được lời này lập tức vô cùng mừng rỡ, nếu như có thể xây dựng tại nơi này một tòa truyền tống trận, Nghệ Phong sẽ không cần phải lo lắng việc lần này tái hiện. Với thực lực thánh cấp, chỉ cần có được phương pháp xây dựng lão đầu tử muốn kiến tạo nên một tòa truyền tống trận cũng không phải là điều gì quá khó về phần phương pháp có thể tìm bên trong thánh thành với địa vị bây giờ của lão đầu tử muốn lấy được phương pháp kiến tạo một tòa truyền tống trận quả thực là điều vô cùng dễ dàng được rồi ngươi chờ một chút lần này đạt được không ít hồn thể quân cấp vừa vặn có thể giúp khôi lối kia của ngươi luyện chế một phen liễu nhiên nhìn nghệ phong nói nghệ phong khẽ nhíu mày hiện tại thứ mà nghệ phong thiếu khuyết nhất chính là thời gian đại ca đại ca thành thần rồi nghệ phong nhìn yêu ngọc cười cười nói ngươi có huyết mạch thần long vậy ngươi liền làm thần thú hộ quốc đi trong sự nghi hoặc của yêu ngọc nghệ phong đột nhiên bắn ra một đạo bản nguyên chi lực phân hóa dùng danh ma thần mượn bản nguyên chi lực hóa thành thần long trấn áp quốc gia nghệ phong quát một tiếng một đạo bản nguyên chi lực đánh vào trong cơ thể yêu ngọc mà sau khi bản nguyên chi lực đánh vào trong cơ thể yêu ngọc trong nháy mắt yêu ngọc hóa thành thân thể ma thú mà thân thể ma thú chỉ xuất hiện trong nháy mắt trên người yêu ngọc xuất hiện từng đạo lân phiến lóng lánh. Yêu thánh nhìn xem một màn này, hắn ngốc chạy nhìn ngũ trảo kim long trước mặt, hiển nhiên đây cũng không phải là ma thú, mà là thần thú trong truyền thuyết. Từ nay về sau, người đổi tên thần long, chân áp quốc gia, yêu ngọc nhìn nghệ phong gật đầu nói. Vâng, đại ca, mà nghệ phong làm xong hết thảy, lần nữa nhìn về phía quốc gia, lúc này mới nhẹ gật đầu. Điệp vận du nhìn quốc gia này, tâm thần đã sớm không ở trên thân thể nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nghệ phong luôn nói muốn thành lập quốc gia quốc gia này căn bản không có khả năng tồn tại trên phiến đại lục này hoặc là nói quốc gia như vậy có ý nghĩa đặc thù riêng đối với nghệ phong và bản thân nàng nhìn quốc gia cơ hồ có thể hút lấy tâm hồn nàng điệp vận du hít sâu một hơi có gắng bài trừ ý nghĩ trong lòng đây là hoa hạ mặc dù là đồ giỏm nhưng mà để cho ta cảm giác được một tia khí thức quê hương tần y cổ quái nhìn nghệ phong một chỗ tràn ngập linh khí như vậy nếu tồn tại ở trên đại lục mà nói khẳng định vô số chạy tới, chỉ là vì cái gì căn bản chưa nghe nói qua. Nghệ Phong nhìn các nàng cười cười nói, từ nay về sau, ta sẽ mang các nàng ngao du thiên địa. Điệp vận du gật gật đầu, nhìn quốc gia tên là hoa hạ này, nhớ tới lúc trước mỗi lần nàng và hắn ngồi hóng gió, hắn luôn nói muốn kiến tạo quốc gia kia. Lúc đó cũng chỉ cười khẽ một tiếng, khi đó nàng cho rằng Nghệ Phong là nói giỡn, thẳng cho tới trước hôm nay cũng cho rằng như thế. Hơn nữa, kiến tạo quốc gia trong tưởng tượng của nàng, cũng là xâm lược một quốc gia nào đó, sau lại chậm rãi kiến tạo. Ngược lại thật không ngờ, cư nhiên là kiến tạo như vậy. Lúc trước Nghệ Phong cũng không thể tưởng được thật có thể thực hiện, khi đó hắn nói chỉ là một mơ ước. Một mộng tưởng không thể nào chạm tới. Nhìn quốc gia này, mấy người đều trầm mặc. Sau khi đại lục trống rỗng xuất hiện một quốc gia, người trong đại lục cũng lục tục rời vào trong đó. Chỉ có điều, không phải mỗi người đều có thể đi vào. Trên đỉnh tử cấm thành, hai đứa bé tuổi cũng không lớn, Cả hai đều rất đánh yêu, lúc này lại biểu môi nói. Phụ thân nói phải về nhà, chỉ là người vì cái gì lại mang mộng nhiên A Di cùng Diệp Hi A Di. Ừ, phụ thân thật là xấu, về nhà còn không mang chúng ta trở về. Hừ, phải, chúng ta cũng muốn đến xem quê hương của phụ thân A. Người xấu lắm, Tần Y và Nguyệt Nhiên nghe hai tiểu hài tử nói chuyện, khẽ cười cười, ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương. Đối với việc nghệ phong mang liễu mộng nhiên các nàng không kỳ quái dù sao gần đây nghệ phong sủng ái liễu mộng nhiên đến cực điểm liễu mộng nhiên cũng xác thực đáng giá để hắn sủng ái như thế chỉ là mang cả diệp hy đi thì lại không hiểu theo lý thuyết tuy nghệ phong và diệp hy có chút mập mờ nhưng lại một mực bảo trì giới hạn nhiều khi nghệ phong phảng phất không có ý nghĩ gì với nàng điều này đối với nghệ phong mà nói có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng mà quả thật cho các nàng một loại cảm giác như vậy nhưng bọn họ không cách nào lý giải chính là Nghệ Phong lại mang một nữ nhân không phải nữ nhân của hắn trở lại hoa hạ gì đó. Mà không mang nhi nữ của hắn, đây là điều bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao ngươi mang ta đi, Diệp Hy cũng nghi hoặc không thôi, bởi vì ta mang nàng đi gặp một người, nhìn xem người kia có ý kiến gì đối với nàng hay không. Nghệ Phong khẽ cười cười, nhớ tới muội muội kia của hắn, hắn lại không dám làm gì Diệp Hy, bằng không sẽ bị muội muội của hắn nói thành cầm thú, đương nhiên, nếu muội muội của hắn đồng ý, vậy thì lại khác. Cho nên, Nghệ Phong mang nàng đi, để Diệp Hy cũng biết, vì cái gì lúc trước hắn một mực như thế đối với nàng. Mà về phần không mang đám người tần y theo, Nghệ Phong dám mang sao? Một nhóm người đi tới, còn không làm mụ mụ hắn sợ chết mới lạ. Cho nên, Nghệ Phong trước mang Liễu Mộng Nhiên về, dùng tính cách của Liễu Mộng Nhiên, ai có thể không bị nàng chinh phục. Dù sao, chỉ cần hắn đến chỗ đó, có thể làm truyền tống trận cho chúng nữ qua lại, chỉ có điều một cái trước sau mà thôi. Về phần Kỳ Nhi và Thiến Nhi cũng vậy, dù sao hai đứa không phải con của liễu mộng nhiên nữ nhân là liễu mộng nhiên mẫu thân không phải liễu mộng nhiên chuyện này không dễ giải thích cho nên hết thảy đều phải từ từ sẽ đến cho mẫu thân hắn một quá trình tiến hành theo chất lượng dù sao chỗ đó chính là chế độ một vợ một chồng sau khi đã quyết định nghệ phong mang theo liễu mộng nhiên cùng diệp hy thân ảnh dần dần tiến vào không gian cùng lúc đó nghệ phong nhìn chúng nữ nói chờ ta trở về sẽ cử hành hôn lễ cho tất cả mọi người quê hương ta đã trở về. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1401, Họa Đông Hải Bởi vì Nam Tử Vương Tọa vừa mới đạt được thân thể Á Thánh, muốn dung hợp với thân thể hiển nhiên phải mất khoảng thời gian khá dài. Mà liễu nhiên giúp nghệ phong luyện chế khôi lỗi, cũng khá tốn thời gian. Thế nhưng lúc này, nghệ phong làm sao có thể lãng phí thời gian? Mặc dù lão đầu tử nói có thể giúp hắn luyện chế rất nhanh, thế nhưng nghệ phong không muốn chờ đợi một hai ngày này hắn mang theo long hùng rời khỏi tội ác chi thành đối với lựa chọn này của nghệ phong liễu nhiên cũng không nói thêm điều gì dù sao thực lực của long hùng mạnh hơn nam tử vương tọa và khôi lỗi rất nhiều thực lực của nó sánh ngang quân cấp ngũ giai nhân loại hơn nữa phối hợp với điểm huyết mạch viễn cổ này cho dù lục giai cũng có thể đánh một trận thực lực của nghệ phong cũng không tính là quá thấp quả thực không cần phải lo lắng cứ như vậy liễu nhiên bắt đầu bắt tay vào xây dựng chuyện tống trận tam trưởng lão cố gắng sức giúp điệp vận du chữa trị bệnh tình. Mà đám người Lý U bắt đầu xây dựng lại tội ác chi thành, có yêu hậu và thiên nghịch giúp đỡ, thực sự không gặp phải quá nhiều phiền toái. Danh tiếng của nghệ phong truyền khắp thiên hạ, rất nhiều cường giả nguyên bản không môn không phái cũng bắt đầu gia nhập tội ác chi thành. Liễu nhiên đối với những người này, cũng biểu hiện rất thiện cảm. Thậm chí thường xuyên chỉ bảo mọi người, tin tức liễu nhiên đã tới thánh cấp sớm đã lan truyền khắp đại lục. Được thánh cấp chỉ bảo, khiến bọn họ kinh sợ, một số quân cấp nhàn hạ, nghe được Liễu Nhiên cư nhiên chỉ bảo võ giả tội ác chi thành, cũng không ít người tới đây. Lý U thấy Liễu Nhiên thản nhiên tỏa chấn, không cần nói lời nào đã có vô số cường giả đến đây. Trong lòng Lý U kính để Liễu Nhiên tới mức tột cùng. Mà Lý U cũng mới biết, hóa ra đại lục ẩn chứa nhiều cường giả kinh khủng như vậy. Chỉ riêng quân cấp bày tỏ nguyện ý gia nhập tội ác chi thành, có tới hơn ba người. Đối với cường giả như vậy, đương nhiên Lý U sẽ không cự tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, tội ác chi thành trở thành kiên cố vững chắc. Chuyện giống như mặc ra, hắn căn bản không cần lo lắng sẽ tiếp tục phát sinh. Thánh cấp khai sáng, điều này khiến danh tiếng tội ác chi thành không ngừng vang xa. Càng ngày càng có nhiều người tiến vào tội ác chi thành, Lý U đành phải hạ lệnh hạn chế. Điều dẫn tới thực lực của những người lưu lại đều không yếu. Mà lần này chứ huyền bị thương không nhẹ, sau khi được Liễu Nhiên chỉ bảo, cũng lâm vào bế quan. Về phần Linh Nhi bị bắt cóc, Liễu Nhiên, thường xuyên ở cùng nàng, chỉ dạy nàng rất nhiều điều có ích. Tại một hải đảo Đông Hải, nơi này tọa lạc một tòa cung điện rất lớn. Cung điện phồn hoa đồ sộ, không hề thua kém mặt ra. Trước kia, hải đảo này là cấm địa nổi tiếng tại Đông Hải, không ai dám tùy ý đặt chân tới khu vực này. Từ thời xa xưa, hải đảo này chính là bá chủ Đông Hải. Thế nhưng, ngày hôm nay bá chủ này lại bị mấy vạn người bao vây, lầm vào nguy cơ thật lớn. Khí tức áp lực lan tràn khắp khu vực, một số người không quan hệ vội vàng bỏ chạy hai quái vật lớn đối chiến bọn họ không thể nào chống lại lãnh hâm mau dẫn theo người của ngươi cút đi thanh âm thanh lương lãnh ngạo quát lớn nam tử trẻ tuổi dẫn đầu trong ngữ khí mang theo tức giận băng công chúa hà tất phải nổi giận chỉ cần nàng theo ta ta lập tức thu binh rời đi nam tử trẻ tuổi nhếch lên tươi cười ngươi đừng nằm mơ băng ngưng giận giữ hét lớn ha ha băng công chúa hà tất phải nổi giận hẳn là nàng minh bạch hiện tại đông hải cung chính là miệng cọp gan thỏ căn bản nàng không được phép cự tuyệt ta. Biết điều cùng ta rời khỏi đây, tránh cảnh Đông Hải cung máu chảy thành sông. Nam tử trẻ tuổi uy hiếp nói, lãnh hâm, cho dù máu chảy thành sông, người cũng đừng hy vọng mang được tỷ tỷ đi. Băng hồn nhìn lãnh hâm nổi giận quát, nhìn tới hai lão già sau lưng hắn, trong mắt liền bắn ra hỏa diễm. Lần này bởi vì nguyên nhân Đông Hải cung và Tây Hải cung tiến vào cấm địa, các trưởng lão cường giả trong tộc đều bị vây tại cấm địa. Thế nhưng thật không ngờ chính là, không biết từ khi nào Tây Hải Cung mời tới hai cường giả quân cấp. Trong tình hình trưởng lão trong tộc đều bị vây khốn, căn bản không ai có thể chống lại hai cường giả này. Mà băng hồn hiểu rất rõ chủ ý của Tây Hải Cung, chính là chủ ý cướp lấy tỷ tỷ của hắn mà thôi. Thể chất đặc thù của tỷ tỷ hắn, đối với người Tây Hải Cung thực sự có tác dụng rất lớn. Quan trọng là, nàng cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với cấm địa. Chuyện này không phải do người quyết định, lãnh hầm hừ lạnh, ngữ khí vô cùng khinh thường. Lúc này nhân dịp trưởng lão lưỡng cung tiến nhập cấm địa đều bị nhốt, hắn tìm đến hai cường giả, dự định diệt đông hải cung, bắt băng công chúa. Kế hoạch lâu như vậy, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Đông hải cung không còn những cường giả trưởng lão, dường như không còn nanh vuốt, hắn có thể tùy ý chém giết. Lãnh hâm, cho dù như vậy ngươi cũng không thể đối phó với đông hải cung. Băng ngưng cười nhạt, lãnh hâm cười ha hả nói, ta biết các ngươi có ý tứ gì, chỉ là lão gia hỏa Đông Hải cung các người tỏa trấn tại Đông Hải cung mà thôi, thế nhưng hắn tỏa trấn tại Đông Hải cung thì đã làm sao? Lão tổ Tây Hải cung ta cũng không tiến vào cấm địa. Chỉ cần lão tổ kiềm chế lão gia hỏa kia, tất cả các ngươi đều không thể trốn thoát. Những lời này khiến sắc mặt băng ngưng đại biến, toàn bộ đám người phẫn nộ trừng mắt nhìn Lãnh Hâm, nhìn mấy vạn người vây quanh bọn họ, trong lòng bọn họ trầm xuống. Phải thừa nhận, hai quân cấp kia tạo áp lực tới bọn họ lớn tới cực điểm. Băng công chúa nàng không đỡ được, hãy chịu thua đi. Lãnh hâm nhìn băng ngưng cười lạnh nói, nhãn thần hiện lên một tia tham lam, nữ nhân này xinh đẹp tuyệt mỹ. Thực ra hắn có thể đùa giỡn một chút, bất quá, nhớ tới giá trị của nàng, hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Nếu như động tới Đông Hải cung ta, người sẽ phải đợi sự trả thù đẫm máu nhất. Băng hồn uy hiếp nói, trả thù, ha ha, chỉ cần đạt được băng công chúa, đạt được cấm địa, còn sợ Đông Hải cung các ngươi trả thù sao? Lãnh hâm khinh thường nói câu nói của đối phương khiến ánh mắt bằng hồn càng trở nên lạnh lẽo từ từ lưu chuyển đấu khí trong cơ thể nàng minh bạch đối phương vạch kế hoạch lâu như vậy ắt sẽ không đơn giản buông tha cơ hội này cho dù đông hải cung ta diệt phong cũng phải khiến ngươi trả giá đắt băng hồn hừ lạnh nói những lời này khiến lãnh hâm cũng có chút ngưng trọng dù sao nơi này cũng là địa bàn của đông hải cung tuy rằng bọn họ có quân cấp có ưu thế tuyệt đối thế nhưng đối phương chiếm giữ vùng đất này lâu như vậy đương nhiên có một chút thủ đoạn đặc biệt muốn tiêu diệt đông hải cung nhất định phải tổn thất không ít chuyện này cũng là nguyên nhân hắn hy vọng băng ngưng chủ động chịu thua thế nhưng băng ngưng hiển nhiên không có khả năng đi cùng hắn nghĩ vậy lãnh hâm cắn chặt răng quay về phía mấy vạn đệ tử phía sau vất tay hô lớn giết một chữ khiến ánh mắt băng ngưng và băng hồn chấn động hai người lập tức hít thật sâu quay về phía đệ tử đông hải cung phía sau hô lớn giết bọn chúng hai người vừa dứt lời Người hai bên giống như thủy triều tiến về phía đối phương. Hơn 10 vạn người la hét ẩm ý, rung động toàn bộ không gian. Băng ngưng và băng hồn đều cua binh khí trên tay, đấu khí bạo phát, chằm chằm nhìn lãnh hâm. Cũng được, ta sẽ đích thân bắt giữ hai người. Lãnh hâm hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành cái bóng, nhanh chóng hướng về phía băng ngưng và băng hồn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1402, ảo giác, thực lực của lãnh hâm đạt tới tôn cấp bát giai mạnh hơn băng ngưng rất nhiều. Cho dù băng ngưng và băng hồn liên thủ, lực lượng cũng chỉ sánh ngang với đối phương mà thôi. Lãnh hâm không chút vội vàng, chiến đấu cùng một chỗ với hai tỷ đệ băng ngưng. Từng đạo đấu khí khinh khủng bắn khắp trời, kéo theo tiếng xé gió. Toàn bộ hải đảo tràn ngập chết chóc, hơn 10 vạn đệ tử giao thủ, không ngừng vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Tuy rằng Đông Hải cung chiếm ưu thế địa bàn, thế nhưng đối phương có hai quân cấp, không ai có thể ngăn cản. Hai người xuất thủ liền phá vỡ khoảng không, máu từ hải đảo chảy ra biển rộng, nguyên bản biển rộng xanh thảm, chốc lát đã nhuộm thành màu đỏ. Tiếng kêu la thảm thiết vang vẳng bên tai, hai quân giao chiến, thi thể chồng chất khắp nơi. Thi thể mất đi sức sống bắt đầu trở nên cứng ngắc. Mà những thi thể cứng ngắc này liên tục bị các đệ tử song phương dẫm đạp lên, máu thịt lẫn lộn. Bốn phía tỏa ra mùi máu tanh gây mũi, tiếng kêu la thảm thiết vang lên, khiến trong lòng băng ngưng và băng hồn càng bốc lửa giận công kích lãnh hâm càng lúc càng sắc bén lãnh hâm thấy hai người phẫn nộ hắn cười ha hả nói đáng tiếc thực lực các người quá kém kém hay không phải thử mới biết băng hồn hư lạnh trường thương trên tay mạnh mẽ biến đổi năng lượng khổng lồ hội tụ trên trường thương hắn thi triển kỹ năng cao dai đâm về phía bên trái lãnh hâm cùng lúc cánh tay băng ngưng vung lên trường kiếm biến ảo đâm về phía bên phải lãnh hâm nàng vận dụng đấu khí băng hàn thi triển vũ kỹ cao dai, khiến sắc mặt lãnh hâm ngưng động lại. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu bạo phát, đón đánh hai người. Keng, keng, tiếng binh khí chạm vào nhau vang lên, đồng thời bạo phát kình khí kinh khủng. Ba người lãnh hâm, băng ngưng và băng hồn đều văng ngược lại phía sau. Hai người băng ngưng và băng hồn liên kích, cư nhiên ngăn cản được đợt công kích của tôn cấp bát dai. Hừ, lãnh hâm ăn chút thiệt thòi, hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể lại tiếp tục bạo phát, không lưu lại một điểm, trực tiếp công kích về phía hai người lợi kiếm sắc bén hung ác trên tay không hề thương hoa tiếc ngọc nếu như ta là nàng nhất định sẽ hạ kiếm chịu thua một nữ nhân tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện hai vết sẹo nhất định cảm thấy tủi nhục lãnh hâm xuất thủ đồng thời nhìn băng ngưng hử lạnh nói hắn thích nữ nhân cương cường thế nhưng không thích nữ nhân cương cường lại ẩn chứa nguy hiểm băng ngưng không nói lời nào nàng sử dụng đấu khí băng hàn trên tay tới tột cùng nhanh như chấp hướng về phía đối phương mà ở chỗ khác đệ tử song phương cũng chiến đấu quyết liệt trong đó có không ít cường giả tôn cấp thế nhưng cường giả đông hải cung vừa xuất thủ liền bị hai quân cấp kia xuất thủ chém chết tuy rằng đông hải cung nhiều cường giả tôn cấp hơn đối phương nhưng tôn cấp đều bị chém giết căn bản không tác dụng chỉ có thể nhìn đệ tử của bọn họ bị người đối phương tàn sát hai quân cấp kia dường như lợi kiếm treo trên đầu bọn họ trong nháy mắt sẽ lấy mạng bọn họ chết tiệt trưởng lão đông hải cung tức giận mắng lớn thoáng nhìn thấy lực lượng hai người băng ngưng và băng hồn ngang bằng lãnh hâm, hắn liền cắn chặt răng nói. Lập trận, lời này, khiến các cường giả tôn cấp đều gật đầu, cắn răng vận dụng lực lượng trong cơ thể chính mình, hội tụ vào một người. Cùng lúc đó, trong tay bọn họ xuất hiện một viên ma tinh. Nhìn thấy tràng cảnh này, lãnh hâm hô lớn, giết chết bọn chúng, hai quân cấp gật gật đầu, tuy rằng không biết trận này cường hãn tới cỡ nào. Thế nhưng thực lực tập trung vào người kia, không ngừng tiêu thăng, cũng có thể đoán được sự kinh khủng ẩn chứa trong đó. Một kiếm của lãnh hâm công thẳng về phía hai người băng ngưng và băng hồn. Thế nhưng hai người phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn băng ngưng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể làm được gì băng ngưng. Nhìn người Đông Hải cung bắt đầu lập trận, hắn không còn tâm tư tiếp tục chơi đùa miệng lưỡi. Kéo dài như vậy, cho dù diệt được Đông Hải, cung, hắn cũng phải chịu thiệt hại nặng nề, tiền bối, ra tay giúp ta bắt hai người này lãnh hâm quay về phía một quân cấp hô lớn, rốt cục cũng thỉnh cầu quân cấp kia xuất thủ. Một vị quân cấp nghe thấy lãnh hâm nói, khẽ gật đầu, buôn tha đệ tử Đông Hải Cung, nhanh chóng bay về phía lãnh hâm. Sắc mặt băng ngưng và băng hồn nhất thời đại biến, bọn họ tuyệt đối không thể chống đỡ lại quân cấp. Băng hồn, dùng quyển trục rời khỏi đây, băng ngưng quay về phía băng hồn hô lớn, tỷ tỷ, ta, băng hồn đang định nói thêm gì đó, thế nhưng băng ngưng nhanh chóng cắt ngang. Mau rời khỏi đây, mục tiêu của bọn chúng là ta sẽ không tốn sức truy sát đệ khi băng ngưng dứt lời quân cấp kia cũng bạo phát đấu khí khổng lồ cổ đấu khí này hóa thành trường tiên cuốn sạch tất cả hướng về phía băng ngưng luồng đấu khí kinh khủng này khiến băng ngưng không sao chống đỡ nổi tâm tư nàng như cho nguội khóe miệng nhếch lên cười khổ một bóng người xuất hiện trong mắt khiến nàng không khỏi lắc đầu người này đã cứu nàng nhiều lần dẫn tới hiện tại tâm thần hoảng hốt cư nhiên nhớ tới hắn một lần nữa trong giờ khắc này bỗng nhiên băng ngưng tưởng niệm tới thanh niên thường cứu nàng những lần trước. Ta phải đi, không biết ngươi nhớ tới ta hay không. Băng ngưng từ từ nhắm mắt lại, đấu khí trong cơ thể từ từ lưu truyền, cư nhiên muốn tự bảo. Đúng lúc đấu khí trong cơ thể nàng âm thầm đề thăng, đột nhiên cảm giác một trường đánh tới thân thể nàng. Nguyên bản đấu khí hội tụ đã hoàn toàn tiêu tan, mà vòng eo của nàng cũng bị đôi bàn tay to lớn ôn hòa ôm chặt. Trường lực trong suy nghĩ không hề đánh trúng thân thể nàng. Thân thể băng ngưng bỗng nhiên cũng đờ, nàng từ từ mở mắt. Trong lúc đó đấu khí của quân cấp bị một quyền của đối phương đánh tan. Còn sắc mặt thanh niên kia tái nhợt, chính là bóng người vừa mới xuất hiện trong mắt nàng. Thực sự là hắn, vừa nãy không phải chính mình hoa mắt, băng ngưng chừng mắt nhìn thanh niên ôm chính mình, trong mắt toát lên vẻ kinh hỉ giờ khắc này, băng ngưng cư nhiên ôm chặt thanh niên này. Cảm giác giống như được sống lại kiếp sau, khiến thân thể nàng nguyên bản cứng đờ cũng bình phục trở lại. Lãnh hâm trông thấy thanh niên này bỗng nhiên xuất hiện, phải tay ngăn cản được đòn công kích của quân cấp sắc mặt hắn cũng đại biến đặc biệt trông thấy bàn tay nghệ phong ôm băng ngưng trong lòng càng cảm thấy bất an không biết bằng hữu có thể nể mặt tây hải cung ta hay không lãnh hâm muốn dùng danh tiếng của tây hải cung để uy hiếp đối phương nói thế nhưng điều khiến trong lòng toát mồ hôi lạnh chính là đối phương thản nhiên liếc mắt nhìn hắn lập tức quay về phía hư không hô lớn để ta giải quyết hai quân cấp kia câu nói này khiến băng ngưng sửng sốt nhưng lúc này trên hư không bỗng nhiên vang lên tiếng thú giống đầy phấn khích, Long Hùng to lớn đột nhiên xuất hiện công kích về phía quân cấp tàn sát đệ tử Tây Hải Cung. Hai quân cấp trông thấy Long Hùng này, sắc mặt đại biết. Thân ảnh hai người nhanh chóng lui lại, muốn tránh né đợt công kích của đối phương. Ngao, Long Hùng trông thấy như vậy, không chút phẫn nộ, ngược lại lại vô cùng hưng phấn. Từ từ đùa giỡn mới thú vị, chương 1303, lãnh hâm vẫn lạc. Sao ngươi lại tới đây? Băng ngưng phấn khởi nhìn nghệ phong nàng cũng nghe tin gần đây nghệ phong vận dụng thánh chủ lệnh tiêu diệt mặc ra lúc đó băng ngưng lo lắng thay nghệ phong thế nhưng thật không ngờ nghệ phong đột nhiên đến đây băng ngưng ôm chặt nghệ phong lúc này nàng giống như nữ nhân xa xuống nước mà nghệ phong kia giống như hoàng tử luôn xuất hiện trước mặt nàng cứu giúp nàng nghệ phong cảm thụ được băng ngưng dính chặt vào thân thể hắn đôi gò bồng nóng ấm ôn nhuyễn ép vào thân thể đạo nhiệt khí trong cơ thể truyền ra khiến nghệ phong có chút sung sướng cho tới này nghệ phong vốn là người không hề có định lực đúng lúc ta đi ngang qua nghệ phong tùy ý đáp băng ngưng nhìn sắc mặt tái nhật bệnh trạng của nghệ phong cũng không bởi vì những lời này mà đôi tay nàng buông lỏng nghệ phong nàng luôn luôn không tin duyên phận trời định lúc này thực sự phải tin mỗi khi nàng gặp nguy hiểm nam nhân này vẫn luôn luôn là người đầu tiên tới cứu nàng phong thiếu băng hồn nhìn thấy nghệ phong cũng kinh hỉ quay về phía nghệ phong hô lớn tâm tư vốn thấp thỏm lo âu cũng bình tĩnh trở lại Nghệ Phong một tay cường thế tiêu diệt mặc ra, khiến nhiệt huyết trong lòng hắn sôi. Chào, cái tên Nghệ Phong này, lực uy hiếp tại đại lục cũng tương đối to lớn. Nghệ Phong thấy thân thể băng hồn dính máu, liền gật đầu ra hiệu. Ánh mắt chuyển về phía lãnh hâm. Lãnh hâm trông thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển về phía chính mình, nhất thời trong lòng cảm giác như bị kim châm. Hắn liếc nhìn hai quân cấp kia vẫn đang bị Long Hùng đùa giỡn, vội vàng mở miệng nói. Bằng Hữu, đây là mâu thuẫn nội bộ hai cung hy vọng ngươi đừng nhúng tay vào tay hải cung ta ắt sẽ hầu tạ hầu tạ nghệ phong nhẹ giọng nói hầu tạ thế nào câu nói này nhất thời khiến lãnh hâm kinh hỉ nhìn nghệ phong nói chỉ cần bằng hữu dẫn ma thú rời đi chỉ cần tây hai cung đủ khả năng tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi nghệ phong gật gật đầu quay về phía lãnh hâm nói tốt lắm ngươi đứt thành hai đoạn bản đế sẽ rời đi những lời này khiến sắc mặt lãnh hâm đại biến đặc biệt nghe nghệ phong tự xưng là bản đế sắc mặt càng trắng bệch, lãnh hâm quan sát toàn bộ thân thể nghệ phong một hồi, tuổi tác như vậy có thể tự xưng là bản đế. Ngoại trừ thanh niên vừa mới gây chấn động thiên hạ, còn ai có thể? Lãnh hâm chỉ cảm thấy toàn thân chính mình ớn lạnh, mồ hôi lạnh từ sau lưng bắt đầu chảy thành dòng. Sau khi trải qua chuyện tình mặc ra, ai đứng trước mặt người này cũng phải cố kỵ vài phần. Mặc dù dù Tây Hải Cung bọn họ có vài phần thực lực, thế nhưng còn kém xa mặc ra. Mặc ra còn bị đối phương tiêu diệt, Tây Hải Cung bọn họ có thể khác sao? lãnh hâm không thể nào ngờ tại sao ma đầu này đột nhiên chạy tới đây không phải hắn đang tại tội ác chi thành trị liệu giúp mấy nữ nhân của hắn sao ha ha hóa ra là tà đế nếu như tà đế nhúng tay vào ta sẽ dẫn người rời đi lãnh hâm hổ thẹn quay về phía nghệ phong ngượng ngùng nói băng hồn trông thấy chỉ biểu lộ thân phận một chút đã khiến lãnh hâm tình nguyện chịu thua điều này khiến sắc mặt băng hồn biến ảo bất định nhìn nghệ phong năm đó nghệ phong vừa mới tiến nhập học viện trạm lam thực lực của hắn còn rất kém. Thế nhưng lúc này, có thể hù dọa thế lực siêu nhất lưu tự động chịu thua. Bực thành tựu này, đã vượt xa hắn trước kia, tuy rằng, sự uy hiếp của nghệ phong dựa vào thế lực sau lưng. Thế nhưng, thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Bằng không, không có thực lực làm sao có thể vận dụng thế lực sau lưng. Chỉ có những đệ tử được đào tạo tốt nhất, đạt được thành tựu cao nhất mới được tông môn coi trọng. Băng hồn cũng thu được tin tức, nghệ phong đã bước vào cấp độ quân cấp cấp độ kia đối với hắn quả thực cách rất xa xôi nghệ phong trông thấy lãnh hâm chuẩn bị rời đi hắn liếc mắt nhìn băng ngưng lập tức thản nhiên nói nếu đã tới vậy đừng đi những lời này khiến ánh mắt lãnh hâm toát lên hàn ý bất chấp thân phận của nghệ phong quay về phía nghệ phong quát lớn nghệ phong tây hải cung ta cũng không phải để ngươi có thể tùy ý áp bức xiết ta ngươi sẽ phải trả giá nghệ phong nhàn nhạt nói ngươi nghĩ bản thiếu ra sợ bị trả thù sao ngươi lãnh hâm tức giận nghĩ tới tác phong của nghệ phong biết lời uy hiếp này của hắn không chút tác dụng cho dù thế lực sau lưng ngươi là tà tông thì đã làm sao thực lực hiện tại của ngươi vẫn có rất nhiều người có thể giết chết ngươi ngươi giết ta đương nhiên tây hải cung sẽ ra tay với ngươi nghệ phong cười cười đắc ý cũng không nói nhiều lời vô ích buông băng ngưng ra thân ảnh chấp động mạnh mẽ xuất trưởng đánh về phía lãnh hâm tốc độ của nghệ phong nhanh như thiểm địa tôn cấp bát giai sao có thể phản ứng kịp hầu như lãnh hâm muốn trốn cũng không thể trốn chỉ có thể chừng mắt nhìn trưởng kia rất nhanh đánh tới mà hắn cũng chỉ có thể gắng sức vận chuyển đấu khí chống lại ầm um, trượng lực trực tiếp đánh vào thân thể lãnh hâm nguyên bản lãnh hâm còn tiêu sái dị thường bỗng nhiên từ trên hư không rơi xuống đập mạnh xuống hải đảo toàn thân rơi vào bùn đất mọi người trông thấy tràng cảnh này kinh hãi nhìn thiếu niên đơn bạc đứng lơ lửng trên hư không ánh mắt vô cùng ngờ vực tuổi tác như vậy tại sao có thể sở hữu thực lực kinh khủng tới mức này sau khi trường lực của nghệ phong đánh lãnh hâm trọng thương, hắn cũng không bởi vậy buông tha lãnh hâm. Cánh tay vẫn mạnh mẽ vung lên, đạo đạo đấu khí từ trong cơ thể trào ra, mạnh mẽ đánh xuống thân thể lãnh hâm. Nguyên bản lãnh hâm thương nặng, lúc này ngực nứt toạc, máu bắn tung tóe, hơn nữa không còn chút khí tức. Băng hồn nhìn lãnh hâm vừa rồi hắn và tỷ tỷ liên thủ cũng không làm gì được, cư nhiên lúc này bị nghệ phong đơn giản chém giết. Miệng há hốc, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lãnh hâm ngã xuống, khiến người tây hải cung vô cùng kinh hãi hai quân cấp kia bị long hùng cuốn lấy nguyên bản không còn chút yêu thế nào mà đông hải cung không còn bị quân cấp áp chế lúc này bọn họ dựa vào địa bàn đã hoàn toàn chiếm ưu thế bắt đầu điên cuồng phản kích nghệ phong thoáng liếc nhìn long hùng đang đùa giỡn trên hư không nghệ phong nhíu nhíu mày quay về phía long hùng hô lớn long hùng giết chết bọn chúng long hùng nghe thấy thanh âm nghệ phong phẫn nộ nhìn hai quân cấp xoa xoa đầu cười khà khà nói Lão đại tức giận, lão hùng sẽ không đùa cùng các người nữa. Nói xong, lực lượng của Long hùng biên cuồng bộc phát. Đạo đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp lao về phía hai quân cấp. Lực lượng của Long hùng kinh khủng cỡ nào, năm đó mấy người nghệ phong cũng không chống đỡ nổi. Cuống hồ hai quân cấp kia, một người cũng chỉ đạt tới nhị giai đỉnh phong, một người đạt tới nhất giai mà thôi. Tự nhiên không thể chống đỡ được Long hùng vận dụng toàn lực. Lực lượng siêu khủng của Long hùng bộc phát, khiến sắc mặt hai quân cấp vô cùng khó coi. Tuy bọn họ biết vừa nãy Long Hùng đánh cùng bọn họ vẫn còn ẩn chứa thực lực. Thế nhưng thật không ngờ, hiện tại bọn họ kém nhiều như vậy. Hai người bọn họ cảm thấy huyết khí cuộn khởi, từ miệng phun ra ngụm máu tươi. Mạnh mẽ đập xuống mặt đất, xôn xao, hai quân cấp bị đánh bại khiến mãnh người phía dưới ổ lớn. Người Tây Hải Cung cũng không còn ý chí chiến đấu, tất cả bắt đầu điên cuồng bỏ chạy, đặc biệt thực lực đạt tới vương cấp, càng lăng không phi hành điên cuồng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1403, tiêu diệt toàn bộ Tây Hải cung. Bỏ chạy sao? Nghệ Phong nhìn các võ giả vội vàng bỏ chạy bốn phía, khóe miệng nhếch lên tươi cười. Thân ảnh chớp động, giống như quỷ mị xuất hiện trên hư không, tàn ảnh nối liền, cấu thành đạo hồng quang. Nơi tàn ảnh đi qua tạo thành gió mạnh, đập vào các võ giả trên hư không, khiến cả đám từ trên hư không rớt xuống, đập vào hải đảo hoặc rơi xuống biển, máu thịt nát bấy hấp dẫn cá mập đến cắn xé. Chúng đệ tử nhìn đám võ giả cường hãn bọn họ vẫn luôn ngưỡng vọng, dưới tay thanh niên kia lại giống như đàn kiến tùy ý bị đánh rơi. Nhãn thần nhìn nghệ phong cũng mang theo vẻ kinh nể, trong lòng đám người Tây Hải cung càng lạnh lẽo. Sau khi Long Hùng giết chết hai quân cấp kia, cũng bắt đầu bắt giết phương cấp trên hư không. Nghệ Phong và Long Hùng phối hợp vây giết, các vỏ giả cao tầng của Tây Hải Cung đều như ong vỡ tổ, không ngừng rơi khỏi hư không. Hai người hợp lực tàn sát, Võ giả cao tầng Tây Hải Cung vốn đông đảo, rất nhanh không còn dư mấy người. Mà những đệ tử thiếu đi những võ giả cao tầng này, căn bản không thể chống lại người Đông Hải Cung vồ đến. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, mấy vạn đệ tử, cho dù nghiêng về một bên, cũng tốn không ít thời gian. Nghệ Phong nhìn đệ tử Tây Hải cùng thành từng đoàn từng đoàn bỏ chạy. Bàn tay mạnh mẽ nhấc lên, năng lượng khắp nơi hóa thành thực thể, tạo thành bàn tay thật lớn cỡ khoảng vài chục thước bàn tay ngưng kết lại nghệ phong mạnh mẽ đè xuống phía dưới bàn tay che trời khiến sắc mặt đệ tử tây hải cung trắng bệch toàn bộ đám đệ tử chạy nhanh về phía xa xa muốn tránh né bàn tay này thế nhưng đợt công kích của nghệ phong lại có thể để đám đệ tử này có thể tránh né bàn tay ấn xuống trong nháy mắt hàng trăm đệ tử bị ép xuống đất trông giống như bánh nhân thịt màu dần dần chảy khắp mặt đất làm xong nghệ phong cũng không nhàn rỗi bàn tay vẫn không ngừng đè xuống hành động này của nghệ phong mỗi lần công kích đều biến đoàn người biến thành bánh nhân thịt. Đệ tử Đông Hải Cung nhìn Nghệ Phong như thiên thần đứng trên hư không. Nhìn tới bàn tay Nghệ Phong, bọn họ không khỏi chừng mắt há mồm lầm bẩm Thủ đoạn sắc bén bá đạo như vậy, từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp. Đặc biệt thấy Nghệ Phong áp xuống phía dưới, máu thịt những đệ tử này trộn lẫn lộn, nội tạng rơi là tả khắp nơi. Một số địch nhân không kiềm chế nổi sắc mặt trắng bệch miệng ói mưa. Đối với bọn họ mà nói, giết người cũng không đáng sợ. Thế nhưng, giết người ác độc tàn nhẫn như vậy, khiến những đệ tử đã trải qua huấn luyện không thể chịu nổi. Băng hồn sừng sờ nhìn Nghệ Phong, thật không ngờ Nghệ Phong sẽ tạo ra hành động như vậy. Đối với võ giả đạt tới quân cấp mà nói, luôn không muốn xuất thủ với người thường. Cho dù là băng hồn, hắn cũng không muốn xuất thủ đối với võ giả dưới vương cấp. Thế nhưng, đạo lý này hoàn toàn vô tác dụng đối với Nghệ Phong. Trong tay hắn, mặc kệ thực lực cao hay thấp, bàn tay ép xuống, ép chết toàn bộ băng hồn nhìn vẻ mặt nghệ phong vô tình thản nhiên như không. Tiếp đến thoáng nhìn cảnh tượng tàn nhãn trên mặt đất khiến người ta sợ hãi buồn nôn. Bỗng nhiên hắn nhớ tới biệt hiệu mới đây của nghệ phong. Ma đầu, với thủ đoạn như vậy, biệt hiệu ma đầu hoàn toàn thích hợp với nghệ phong. Máu chảy ba trăm dặm, phiêu độc trăm năm, thẳng tay chém giết. Bỗng nhiên băng hồn nhớ tới thủ đoạn nghệ phong thi triển với mặt ra, thủ đoạn trước mắt, tàn sát như vậy quả thực vẫn quá ít. Long hùng thấy nghệ phong tàn sát như vậy, hoàn toàn kích phát thú. Tính trong nó, đối với ma thú mà nói, càng trông thấy cảnh tượng máu, tanh, nó lại càng hưng phấn, long hùng bổ nhào vào vài vạn đệ tử này, móng vuốt sắc bén và răng nanh không ngừng xé xác đệ tử Tây Hải cung. Thủ đoạn một chủ một phó đều độc ác tới mức tột cùng. Trông thấy thủ đoạn này, đám đệ tử Đông Hải cung đều dừng lại, sắc mặt trắng bệch đứng sang một bên. Đối với Nghệ Phong, tàn sát như vậy, sắc mặt hắn không chút biến đổi. Đối với thủ đoạn hắn tiêu diệt mặc ra, chết chóc như vậy, quả thực quá nhỏ. Mặc dù hắn biết người thường không thể chịu nổi, thế nhưng hắn không quan tâm, nếu như là ma đầu, tự nhiên phải có thủ đoạn của ma đầu. Băng ngưng nhìn sắc mặt nghệ phong trắng bệch, nàng tự nhiên nhận ra sự thay đổi của nghệ phong. Tuy rằng trước kia nghệ phong giết người, thế nhưng chỉ giơ tay chém giết mà thôi. Thế nhưng nghệ phong hiện tại, tại sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Giống vậy, đối với nghệ phong mà nói, uy phong của cường giả trong hắn không biểu lộ một điểm. Bất quá, người như vậy mới càng thêm đáng sợ, một người không hề để ý tới thân phận quân cấp của chính mình trình độ nguy hiểm tăng lên thẳng tắp dưới sự tàn sát của nghệ phong và long hùng phần nửa đệ tử tây hải cung nằm xuống khắp nơi hóa thành biển máu hấp dẫn vô số cá mấp đến đây còn lại các ngươi tự động thủ đi nghệ phong nhìn đám đế tử tây hải cung sót lại không đến một vạn quay về phía băng hồn đảm nhiên nói kiển nhiên liên tục chém diệt hắn cũng cảm thấy có phần mệt mỏi băng hồn nhìn nhãn thần nghệ phong không chút chấn động liền gật đầu cười khổ hắn quay về phía đệ tử Đông Hải Cung nói, không lưu lại bất cứ kẻ nào. Những tên đệ tử này bị hành động của nghệ phong hù dọa, lúc này mới phản ứng, lại một lần nữa tiến đánh đệ tử Tây Hai Cung. Băng ngưng nhìn nghệ phong đứng bên cạnh nàng, thần sắc vô cùng phức tạp. Người đã thay đổi, nghệ phong bỗng nhiên cười cười, nhìn băng ngưng nói, tất cả mọi người gọi ta là ma đầu, nếu như ta không thay đổi. Thực sự chỉ là hữu danh vô thực, băng ngưng nghe thấy câu này, cư nhiên nhãn thần nhìn nghệ phong rất tình cảm. Đương nhiên nàng minh bạch, bất quá, chỉ vì bảo hộ nàng và chính mình. Siết càng tàn nhẫn, càng nói rõ người khác biết lửa giận trong lòng hắn rất kinh khủng, cho thấy quan hệ giữa hắn và Đông Hải Cung rất tốt. Cảm tạ, băng ngưng nói, nghệ phong lắc đầu nói, không có gì, lúc này ta không chỉ cứu nàng, cứu Đông Hải Cung. Chính nàng tự tính toán, hiện tại có bao nhiêu phần để lấy thân báo đáp. Những lời này, khiến sắc mặt băng ngưng phiếm hồng, nàng không quay đầu nhìn nghệ phong, cũng không trả lời nghệ phong băng hồn cũng đã chạy tới đưa tay vỗ vỗ vai nghệ phong thế nhưng nghĩ tới thủ đoạn của nghệ phong cánh tay từ từ thu hồi lại ngượng ngùng cười nói phong thiếu tại sao lại tới đông hải cung tìm thứ gì đó nghệ phong không chút giấu giếm băng hồn không cần suy nghĩ lập tức quay về phía nghệ phong nói phong thiếu tìm vật gì vậy nói không chừng ta có thể giúp một chút đi thôi tới làm khách nhà ta nghe câu này nghệ phong không chút suy nghĩ gật đầu ưng thuận nếu như hắn tự mình tìm kiếm cũng không biết tới khi nào mới tìm được mà tại hải cung làm địa đầu xài nhiều năm được bọn họ giúp đỡ chắc chắn tốt hơn rất nhiều thấy nghệ phong ưng thuận băng hồn vô cùng kinh nghỉ dù sao nghệ phong tọa trấn đông hải cung còn hơn hai cường giả kinh khủng kia đông hải cung hoàn toàn không cần sợ mưu mô của tây hải cung nữa đi thôi băng hồn quay về phía nghệ phong mỉm cười nói đi trước dẫn đường chuyện được thực hiện bởi kênh chuyện tiên hiệp audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1404, Cấm Địa Đông Hải Sau khi băng hồn phân phó đệ tử thu thập chiến trường, liền dẫn nghệ phong tới chủ điện Đông Hải Cung. Khi băng hồn tới chủ điện, một thân ảnh già nua đã ngồi trên ghế chính giữa tại chủ điện. Băng hồn trông thấy đạo thân ảnh này, hắn vui mừng khôn xiết. Thái ra ra, bất quá, khi băng hồn trông thấy sắc mặt lão nhân này trắng bệch, sắc mặt hắn đại biến, nhìn lão nhân này hỏi. Thái gia gia, người không sao chứ? Đông Hải cung chủ khẽ liếc mắt nhìn băng hồn, lập tức lắc đầu nói. Ta giao đấu cùng lão gia hỏa kia một hồi, bị chút thương thế. Bất quá hắn cũng không chiếm được tiện nghị. Không sao, tu dưỡng một tháng là ổn. Nói đến đây, Đông Hải cung chủ quay về phía Nghệ Phong nói. Lần này cảm tạ tà đế trợ giúp, Nghệ Phong quay về phía Đông Hải cung chủ gật đầu. Đúng lúc gặp thôi, ha ha, quả thực hậu sinh khảo ý. Đông Hải cung chủ cảm thán nói, vãn bối liễu nhiên năm đó đã đạt tới trình tự này mà đệ tử của hắn càng khiến toàn bộ đại lục phải chấn động nhớ tới thế gia siêu cấp bị tiêu diệt dưới tay một thanh niên đông hải cung chủ không kiềm chế được hít một hơi thật sâu mời ngồi đông hải cung chủ khách khí mời nghệ phong ngồi lập tức nói bất quá lúc này ngươi tới giúp đông hải cung ta tàn sát nhiều đệ tử tây hải cung như vậy e là đối phương sẽ không dễ dàng buông thang ngươi bọn họ muốn tới cũng được thôi máu trên tay bản thiếu còn thiếu một chút nữa mới xứng đáng với danh hiệu ma đầu. Nghệ Phong rừng dưng nói, ngay cả tiên phủ mặc ra hắn còn không sợ, còn sợ gì Tây Hải Cung. Ha ha, ta đế có chuẩn bị là tốt rồi. Đông Hải Cung chủ nhắc nhở Nghệ Phong, đương nhiên hắn biết tà đế sẽ không để ý tới người Tây Hải Cung. Cuống hồ, Nghệ Phong lần này giúp hắn chuyện lớn như vậy, Đông Hải Cung sẽ không ngồi yên nhìn Tây Hải Cung trả thù. Tình hình bình thường, thực lực Đông Hải Cung có, thể mạnh hơn Tây Hải Cung mấy phần. Nếu lần này không phải bởi vì cấm địa, tất cả các trưởng lão quân cấp đều bị nhốt tại cấm địa, căn bản không sợ âm mưu của bọn họ. Bất quá, theo ta được biết, thế lực nhất lưu khai chiến, trước tiên các người phải ký kết hiệp ước chứ. Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, đặc biệt lần này còn có quân cấp xuất thủ, Đông Hải cung chủ liếc nhìn Nghệ Phong nói, điều này cũng liên quan tới các ngươi, hiện tại Thánh Tông đã đơn phương phá vỡ hiệp ước, cho nên Tây Hai Cung cũng học theo. Trong nháy mắt hiệp nghị kia bị các ngươi phá hỏng, hiện tại đã trở thành hữu danh vô thực. Phải sao, thế nhưng tà tông và tiên phủ vẫn tuân thủ. Nghệ Phong nói, Đông Hải cung chủ lắc đầu nói, các ngươi tuân thủ điểm nào, bất quá không muốn phá hỏng trạng thái cân bằng mà thôi. Tây Hải cung nhìn thấy điểm này mới dám vạch kế hoạch tấn công Đông Hải cung. Câu nói này, nhất thời khiến Nghệ Phong minh bạch, hầu như hiệp ước đã biến mất hoàn toàn, quả thực hiện tại chỉ còn thế lực siêu cấp mới tuân thủ hiệp ước. Dù sao, nếu như bọn họ xuất thủ, cục diện toàn bộ đại lục sẽ hoàn toàn thay đổi thực sự xin lỗi những lời này của nghệ phong khiến đông hải cung chủ bật cười ta thực sự không dám nhận lời xin lỗi của tà đế bất quá thủ đoạn vừa nãy thực xứng đáng với danh hiệu ma đầu nghệ phong khẽ cười cười thầm nghĩ nếu như người xem qua cảnh tượng mặc ra sẽ cảm thấy chuyện này quá nhỏ bé lần này vãn bối tới đây có việc cần nhờ tiền bối giúp đỡ nghệ phong không muốn lãng phí thời gian trực tiếp quay về phía đông hải cung chủ nói xin cứ nói, không biết tiền bối đã nghe qua hải lam thánh quả chưa? nghệ phong nói, nhãn thần đông hải cung chủ nghiêm túc nhìn nghệ phong, lập tức hỏi, tại sao người biết nơi này có hải lam thánh quả? những lời này khiến trong lòng nghệ phong kinh hỉ, ý tứ của đông hải cung chủ cho thấy hắn biết hải lam thánh quả, thậm chí còn sở hữu nó. trưởng bối tông môn nói ta biết, nghệ phong nói, là đồng tam sao? trước kia lỡ miệng nói ra, để hắn biết đông hải ta có hải lam thánh quả, rất nhiều lần hắn chủ ý tới cướp bất quá không thực hiện được mà thôi. Đông Hải cung chủ thản nhiên nói, không biết tiền bối có thể bỏ thứ yêu thích này hay không. Nghệ Phong quay về phía Đông Hải cung chủ nói, Đông Hải cung chủ lắc đầu, điều này khiến sắc mặt Nghệ Phong đại biến. Trong nháy mắt lạnh tới xương cốt, sau khi băng ngưng thấy vậy, vội vàng nói, thái ra ra, Nghệ Phong vừa mới cứu Đông Hải cung ta, một hải lam thánh quả có đáng gì chứ. Đông Hải cung chủ nghe băng ngưng nói vậy, liền quay về phía băng ngưng nói. Không phải ta không muốn cho, mà là ta cũng không có. Mặc dù Hải Lam thánh quả ở trong Đông Hải, tuy rằng 20 năm trước Đông Hải cung từng sở hữu mấy quả. Thế nhưng, từ khi cấm địa biến đổi, cho dù trông thấy Hải Lam thánh quả cũng không thể đoạt được. Những lời này khiến Nhãn thần nghệ phong dịu xuống, nếu như Đông Hải cung có mà không cho, nghệ phong nhất định không dùng sức mạnh đoạt lấy. Ý của Tiền Bối là, nghệ phong hỏi, Hải Lam thánh quả sinh trưởng tại đáy biển, và lại chỉ sinh trưởng tại một chỗ. Đó chính là cấm địa Đông Hải cung ta. Mà cấm địa Đông Hải cung, băng hồn rõ hơn ai hết. Hơn 20 năm trước đã biến đổi, căn bản chúng ta không thể vào bên trong." Đông Hải cung chủ nói. Nghe vậy, Nghệ Phong nhíu nhíu mày nói, "Không ai vào được sao? Nếu như thánh cấp?" Đông Hải cung chủ nghe thấy Nghệ Phong nói vậy, lắc đầu nói, "Thực lực sư tôn ngươi như vậy là đủ rồi, thế nhưng, nếu dùng sức mạnh tiến vào, e là sẽ khiến cấm địa tự hủy." "Đừng nói tới Hải Lam thánh quả." ngay cả tài nguyên tại đông hải cung ta cũng bị phá hủy hoàn toàn không còn biện pháp khác sao nghệ phong hỏi đông hải cung chủ liếc nhìn băng ngưng lắc đầu không nói gì băng ngưng trông thấy nghệ phong trao mày đột nhiên nàng cắn răng nói thái ra ra ta nguyện ý thử một lần đông hải cung chủ sửng sốt lập tức nhìn băng ngưng thở dài ngươi hà tất phải vậy băng ngưng nói hiện tại các vị trưởng lão bị vây khốn tại cấm địa chỉ còn cách này mới có thể cứu được bọn họ thế nhưng ngươi đi, chín phần chết một phần sống." Đông Hải cung chủ bình thản nói, Bang Ngưng lắc đầu nói, "Thể chất của ta hẳn là có thể chịu được, có ý tứ gì?" Nghệ Phong chen ngang nói. Đông Hải cung chủ thoáng liếc nhìn Nghệ Phong, hồi đáp, "Trước kia tổ sư an bài chỉ có thể chất của Bang Ngưng mới có thể hoàn toàn nắm cấm địa trong tay. Bất quá, thực lực của Bang Ngưng quá thấp, cho dù sở hữu thể chất như vậy, muốn nắm cấm địa trong tay thực sự chỉ là vọng tưởng. Nếu như thất bại, chính là bảo thể mà chết." vốn ta dự định chờ tới khi băng ngưng đạt tới quân cấp sẽ thử nghệ phong nhìn băng ngưng lập tức trầm giọng hỏi đây chính là nguyên nhân tây hải cung chủ ý đoạt nàng băng ngưng gật đầu nói đây chính là nguyên nhân lớn nhất nghệ phong hít thật sâu nhìn băng ngưng nói không có khả năng thành công sao băng ngưng lắc đầu nói không phải không thể thế nhưng hy vọng không lớn thấy nghệ phong trầm mặc băng ngưng lại nói mặc kể có khả năng hay không lúc này ta nhất định phải thử các trưởng lão bị vây khốn trong đó còn đang chờ ta cứu nghệ phong tự nhiên biết băng ngưng không chỉ vì lý do như vậy hắn hít thật sâu nói vậy nàng thử xem sao nàng yên tâm cho dù ta chết cũng sẽ bảo vệ nàng an toàn nghệ phong không còn lựa chọn nào khác mặc dù băng ngưng không thích hợp để mạo hiểm thế nhưng điệp vận du không thể chờ đợi được nữa nghệ phong có thể làm được chính là hứa hẹn bảo vệ nàng an toàn chuyện được thực hiện bởi kênh chuyện tiên hiệp audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1405, Thủy Tinh Cung. Trong lòng Đông Hải cung chủ cũng vô cùng lo lắng cho các trưởng lão bị nhốt tại cấm địa. Băng Ngưng một mực yêu cầu, hắn cũng không cự tuyệt. Bất quá, Băng Hồn muốn cùng Nghệ Phong và Băng Ngưng tiến nhập cấm địa, trực tiếp bị Đông Hải cung chủ cự tuyệt. Đông Hải cung chủ biết Nghệ Phong rất vội vàng, hắn cũng không cần chữa thương. Dẫn Nghệ Phong, Băng Ngưng và Long Hùng tới cửa chuyện tống trận, đây chính là chuyện tống trận thông tới cấm địa đông hải ta sẽ đưa các ngươi tới đó hãy nhớ kỹ không được vận dụng sức mạnh nếu như băng ngưng không nhận được sự tán thành của cấm địa lập tức phải nghĩ cách rời khỏi đông hải cung chủ nhắc nhở nói băng ngưng gật đầu thoáng nhìn nghệ phong nói ta đã biết nghệ phong ta giao băng ngưng cho ngươi chăm sóc đông hải cung chủ nhìn nghệ phong nói nghệ phong quay về phía đông hải cung chủ gật đầu nói tiền bối yên tâm vãn bối nhất định cố gắng hết sức sau khi Đông Hải Cung chủ giao cho Bang Ngưng vài vật phẩm, Nghệ Phong, Bang Ngưng cùng với Long Hùng Tiến vào chuyện chống trận. sau khi ăn mấy viên ma tinh, ba người liền biến mất tại chuyện tống trận. Đông Hải Cung chủ nhìn bóng hình ba người biến mất, trong lòng âm thầm cầu khẩn. cấm địa này đối với Đông Hải Cung vô cùng quan trọng. nếu như lại có thể mở một lần nữa tự nhiên rất tốt. thế nhưng tới bây giờ hắn cũng không biết cấm địa xảy ra biến cố gì, mà cũng chỉ có Bang Ngưng mới có thể tiến sâu vào cấm địa dò xét đây chính là cấm địa Đông Hải cung các nàng. Nghệ Phong nhìn nơi trước mặt giống như thủy tinh cung, kinh ngạc hỏi. Quan trọng là, Nghệ Phong ngẫng đầu nhìn thấy toàn bộ nước biển đều ngưng đọc. Bất quá, vùng nước biển này bị cổ năng lượng kỳ dị ngăn cản, không thể hạ thấp xuống. Đây chính là đáy biển Đông Hải. Băng ngưng nói, câu nói này khiến Nghệ Phong hít sâu một ngụm lương khí, dưới đáy biển Đông Hải, áp lực của nước lớn tới mức nào. Thế nhưng dưới áp lực lớn như vậy, cư nhiên có thể xây dựng thủy tinh cung tráng lệ như vậy hơn nữa liếc mặt không thể nhìn thấy đầu cùng thủy tinh cung cũng có thể thấy được nó to lớn tới cỡ nào công trình kiến trúc to lớn như vậy có thể bảo trì tới bây giờ vẫn không hề biến dạng có thể nói cường giả xây dựng thủy tinh cung trước kia vô cùng nghịch thiên thủy tinh cung là do hai cung mời đông đảo thánh cấp phối hợp xây dựng tại thời kỳ đó cho dù thánh cấp cũng không thể bước vào bất quá hiện tại đã trải qua nhiều năm rất nhiều hạn chế đã thay đổi uy lực không còn như xưa bất quá cũng không thể coi thường Băng ngưng giải thích nói, nghệ phong gật gật đầu, quả thực hắn rất bội phục thủ đoạn của các tiền bối đời trước băng ngưng. Đi thôi, băng ngưng quay về phía nghệ phong nói, đi theo ta, sẽ gặp ít nguy hiểm nhất. Nghệ phong gật gật đầu, cùng băng ngưng tiến vào thủy tinh cung. Long hùng cũng hưng phấn đi theo nghệ phong, trải qua kinh lịch phong phú tại ám vực, theo nghệ phong chính là quyết định chính xác nhất của hắn. Ba người tiến nhập vào trong, khi cách cửa thủy tinh cung khoảng 1.000 mét. Nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đẩy mạnh cổ lực lượng này đối với nghệ phong và long hùng thực sự không quá lớn thế nhưng đủ khiến băng ngưng cảm thấy cật lực nghệ phong đang định giúp băng ngưng nhưng băng ngưng lắc đầu nói không sao đây chính là tầng ngăn cách của thủy tinh cung vượt qua tầng ngăn cách ta nghĩ sẽ không phải gặp khó khăn nữa nói xong đấu khí băng hàn trong cơ thể băng ngưng đột nhiên tăng vọt khi đấu khí trong cơ thể nàng tăng lên cổ áp lực kia dường như thấy nàng đáng mến lập tức tránh sang hai bên nhường đường nghệ phong trông thấy tràng cảnh như vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đấu khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ đề thăng, trực tiếp phá tan cổ lực lượng cản trở. Cùng băng ngưng bước vào Thủy Tinh Cung, Nghệ Phong đi vào Thủy Tinh Cung, sắc mặt ngưng động, lập tức phát hiện một mảnh không gian rộng lớn. Tại mảnh không gian này, san hô trải rộng khắp nơi, cự thạch mọc lan tràn. Đây chính là tầng ngoài cấm địa, cẩn thận một chút, bên ngoài không quá nguy hiểm, thế nhưng cũng có rất nhiều mê trận, tuy rằng thực lực các ngươi không cầm sợ hãi, thế nhưng đụng phải cũng khá phiền phức. Băng ngưng nhắc nhở nói, Long Hùng nhìn san hô xung quanh màu sắc sặc sỡ, hưng phấn đập đập. Nghệ Phong định nhắc nhở Long Hùng, bất quá nghĩ tới thực lực của. Long Hùng cũng không nói gì, khi Nghệ Phong nhấc chân chuẩn bị rời đi, đột nhiên băng ngưng kéo tay Nghệ Phong, bàn tay mềm mại lạnh lẽo khiến Nghệ Phong sửng sốt, nhìn về phía băng ngưng. Sắc mặt băng ngưng ửng đỏ, giả vờ chấn tĩnh nói. Nơi này rất nhiều mê trận, như vậy sẽ không lạc đường. Nghệ Phong gật đầu, tay nàng cư nhiên nắm lấy tay chính mình cảm giác mềm mại, khiến nghệ phong càng nắm chặt, miệng nàng ngậm chặt, vành tai nóng lên, đầu nghiêng sang một bên coi như không biết. Cẩn thận, nghệ phong cùng băng ngưng từng bước cẩn thận hành tẩu. Khi nghệ phong cảnh giác nhắc nhở, băng ngưng đã đặt chân lên khối đá kỳ dị. Băng ngưng đạp một đạp, nhất thời nghệ phong cảm thấy xung quanh trở nên u tối, ngay cả băng ngưng cũng không nhìn thấy. Nếu như không nắm chặt tay nàng, có lẽ nghệ phong tưởng rằng nàng biến mất. Nghệ phong trao mày nhìn xung quanh, kéo băng ngưng tiến về phía trước thế nhưng tốn không ít thời gian vẫn không thể đi ra khỏi phiến không gian này đây là mê trận không tìm vị trí tâm trận rất khó có thể thoát ra ngoài băng ngưng nói nghệ phong gật gật đầu hắn đã biết nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là mê trận này ngay cả hắn cũng không phát hiện được vị trí tâm trận ta chưa từng nghiên cứu về mê trận băng ngưng lo lắng nói không tìm được tâm trận bọn họ sẽ bị vây ở chỗ này một mê trận nho nhỏ mà thôi có bao nhiêu uy thế nghệ phong hừ lạnh nhìn không gian mù mịt xung quanh trong lòng sửng sốt đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tăng vọt đấu khí trải dài vô cùng kinh khủng cuốn sạch toàn bộ không gian phá trong khi nghệ phong giống giận đạo đấu khí trải dài mạnh mẽ hướng về phía trước âm một tiếng nguyên bản không gian u tối trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ u tối cơn lốc kinh khủng bạo phát cuốn sạch tất cả mê trận dưới đợt công kích này của nghệ phong đã hoàn toàn bị phá vỡ nghệ phong dẫn theo băng ngưng nhanh chóng rời khỏi đó Băng ngưng trông thấy nghệ phong sử dụng sức mạnh phá mê trận, nàng chợt nhớ tới câu nói của Thái Gia Gia, khi thực lực đủ cường hãn, tất cả đều là hư ảo. Đi thôi, nghệ phong nhìn băng ngưng, kéo nàng tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì hiếu kỳ, Long Hùng đã gây ra không biết bao nhiêu phiền phức. Với thực lực hiện tại của hắn, bất quá chỉ chịu chút mệt mỏi mà thôi. Nó không cần quan tâm, vẫn đụng chạm khắp nơi, dọc đường đi, liên tục gặp phải cạm bẫy. Bất quá, những cạm bẫy này đối với nghệ phong hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cho dù băng ngưng cũng có thể đơn giản phá vỡ, duy nhất chỉ có mê trận tạo chút phiền phức, đương nhiên, dưới sức mạnh của nghệ phong, mê trận cũng không thể cản trở bước đi của bọn họ. Tốc độ như vậy, khoảng cách đám người nghệ phong vượt qua càng lúc càng dài. Nghệ phong, hiện tại cách cấm địa không xa, chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1406, Long Hùng rời đi. Trước kia cấm đại cũng nhiều mê trận như vậy sao? Sau khi nghệ phong phá vỡ mê trận, hắn liền hỏi. Băng ngưng lắc đầu nói, trước kia cấm địa vẹn toàn, không hề gặp phải mê trận và cảm bẫy như vậy. Chỉ có người chủ động mở ra mới gặp phải. Thế nhưng, từ sau khi cấm địa không được khống chế, cấm địa này càng lúc càng trở nên nguy. Hiểm, tất cả thủ đoạn công kích và phòng ngự đều do cấm địa tự động gây lên. Nghệ Phong tính toán, từ lúc bắt đầu gặp phải nhiều cảm bẫy như vậy. Cuộc hành trình lần này thật không đơn giản, nếu tiếp tục hướng tới khu vực này, tiến vào bên trong. Nếu muốn quay lại sẽ rất khó khăn, hiện tại rất nhiều trưởng lão bị vây trong đó. Băng ngưng nói, Nghệ Phong hít thật sâu, nói, đôi thôi, vào thử xem, băng ngưng gật gật đầu, nàng cũng hít một hơi thật sâu. Nàng biết, nếu như tiến vào trong, muốn trở lại thực sự rất khó. Long Hùng, đừng nghịch ngợm lung tung, qua đây. Nghệ Phong trông thấy Long Hùng cố ý dẫm vào mê trận, không khỏi nhíu mày nói. Long Hùng thấy Nghệ Phong tức giận, cũng không dám tiếp tục nghịch ngợm, liền cười kha kha. Rất nhanh chạy tới bên cạnh Nghệ Phong, nhìn không gian trước mặt tựa như chồng xếp lên nhau, liền dẫn đầu chạy về phía trước. Nghệ Phong nhéo nhéo tay băng ngưng, đi, chúng ta cũng đi vào. Băng ngưng gật đầu, vận chuyển đấu khí băng hàn phòng thân, tiến về phía không gian trồng chất. Thân thể chất của băng ngưng có chút đặc thù, cho dù mảnh không gian này trồng chất, và chạm vào đấu khí thuộc tính băng hàn, liền lập tức phân tán ra. Không giống băng ngưng chính là, nghệ phong phải chịu cỗ lực lượng đẩy mạnh khổng lồ. Cổ lực lượng khổng lồ này khiến nghệ phong cảm giác rất mệt mỏi. Nghệ phong không ngừng đề cao lực, lượng, từng bước di chuyển về phía trước. Nghệ phong chậm rãi di chuyển, sau hơn một canh giờ, nghệ phong mới vượt qua không gian trồng chất dài chưa tới 10 thước kia. Khi nghệ phong vượt qua không gian trồng chất, nghệ phong và băng ngưng đều xuất hiện trong đó, bên ngoài hiển nhiên không thể so sánh với bên trong bên trong kiến trúc đan sen mặc kệ san hô hay quái thạch đều khiến người ta cảm thấy mỹ cảm trong nơi này cần phải cẩn thận một chút nếu như đụng phải người tây hải cung nhất định xuất thủ đối với chúng ta băng ngưng nói tây hải cung nghệ phong nghi hoặc hỏi băng ngưng gật đầu nói đúng vậy đông tây hải cung thời xa xưa là nhất thể lấy đông là chính tây là phụ mặc dù như vậy tây hải cũng đều có quyền tiến nhập cấm địa bất quá sau khi hai cung tách rời, tuy rằng người Tây Hải cung có thể đi vào, thế nhưng cũng không dám công khai tiến vào. Mà cách đây không lâu, cấm địa đột nhiên bạo phát. Tây Hải cung dựa vào cơ hội này, võ giả trưởng lão cao cấp đều dũng mãnh tiến vào đó. Đông Hải tự nhiên không khác, đây cũng chính là nguyên nhân Đông Hải cung không đủ sức chống lại hai quân cấp kia. Rất nhiều võ giả cường hãn trong cấm địa sao? Nghệ Phong hỏi, ưng, um, bất quá, người không cần phải lo lắng. Mặc dù Tây Hải cung gây khó dễ, nhưng người Đông Hải Cung có thể giúp chúng ta nói về thực lực Đông Hải Cung mạnh hơn Tây Hải Cung không chỉ một bậc băng ngưng nói nghệ phong gật đầu trong lòng thực ra cũng không vui vẻ bởi những lời nói của băng ngưng dù sao muốn tập trung người Đông Hải Cung quả thực vô cùng khó khăn ví như bọn họ đụng tới Tây Hải Cung người Đông Hải Cung không nhất định sẽ xuất hiện cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình đi thôi nghệ phong quay về phía băng ngưng nói ánh mắt chuyển về phía long hùng Long Hùng lúc này đang đứng trên khối hải thạch lớn, thấy Nghệ Phong quay đầu về phía chính mình, hắn cười khà khà, nhẹ nhàng nhảy xuống, tùy ý dẫm nứt đám san hô bên cạnh. Thế nhưng, khi hắn dẫm nát, Nghệ Phong đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy từ khu vực kia xuất hiện vô số quang mang. Mà quang mang này tập trung lên cơ thể Long Hùng, trong nháy mắt Long Hùng biến mất không thấy, truyền tống trận trong nháy mắt, băng ngưng trông thấy tràng cảnh như vậy, sững sờ nhìn Nghệ Phong nói. Thật không ngờ, ngay cả bảy dập như vậy cũng có thể đụng vào. Nghệ Phong cũng đã nhận ra, hiển nhiên bảy dập này chính là truyền tống trận. Không biết lúc này Long Hùng bị truyền tống tới nơi nào. Nghệ Phong trực tiếp nhìn phương hướng Long Hùng vừa nãy, không khỏi hối hận. Ngay từ đầu, hắn ngăn cản Long Hùng động tay động chân, hiện tại sẽ không mất đi một người trợ giúp, cũng không biết Long Hùng gặp phải nguy hiểm gì hay không. Bất quá nghĩ tới thực lực của Long Hùng, chỉ cần không đụng phải nguy hiểm quá biến thái, thực ra không đáng lo điều này khiến nghệ phong thở dài một hơi chúng ta cẩn thận một chút đừng buông tay ra nghệ phong quay về phía băng ngưng nói chứng kiến long hùng rơi vào truyền tống trận đương nhiên nghệ phong lo lắng băng ngưng cũng rơi vào truyền tống trận băng ngưng gật đầu nói chúng ta đi về phía kia nếu như cấm địa có hải lam thánh quả cũng chỉ có thể xuất hiện tại khu vực trung tâm đã mấy trăm năm nay không ai đi vào khu vực trung tâm hy vọng ở bên trong còn thánh quả nghệ phong gật đầu cùng băng ngưng tiến về phía trước so với bên ngoài số lượng bẫy dập bên trong càng nhiều thế nhưng uy lực càng tăng lên rất nhiều nếu như là tôn cấp gặp phải bẫy dập như vậy nhất định phải chịu thiệt thòi lớn nghệ phong tránh né những bẫy dập này liên tục thâm nhập vào trong trên đường đụng phải không ít nghị bất quá nhưng nghị này trước mặt nhiếp hồn sư bát tinh như nghệ phong tất cả chỉ giống như đưa tới để nghệ phong chém giết người tây hải cung băng ngưng vẫn trầm mặc đột nhiên chỉ võ giả phía trước nói nghệ phong thoáng nhìn qua gật đầu nói một tôn cấp đỉnh phong ban ngưng gật đầu nói người tới cấm địa thực lực thấp nhất cũng phải đạt tới tôn cấp đỉnh phong bất quá tại cấm địa võ giả như vậy sẽ không tùy tiện hành động một mình điều này cho thấy bên cạnh hắn còn có đồng bọn cẩn thận một chút nghệ phong gật đầu cũng không phiền phức dự định tách khỏi người này điều quan trọng hiện tại chính là tìm hải lam thánh quả tất cả chuyện khác đều có thể bỏ qua thế nhưng nghệ phong muốn tránh khỏi đối phương nhưng đối phương không để nghệ phong rời đi ánh mắt tôn cấp đỉnh phong kia chuyển về vị trí nghệ phong thấy băng ngưng khẽ sửng sốt lập tức khuôn mặt dạng dỡ hắn nằm mơ cũng không ngờ được có thể gặp được nữ nhân này tại nơi đây nếu như có thể khống chế được nữ nhân này không chừng có thể nắm giữ toàn bộ cấm địa trong tay nếu bọn họ nắm giữ được cấm địa trong tay còn sợ đông hải cung sao kha kha thiên đường có lối không đi địa ngục không cửa sông tới lần này là nàng tự tìm đến cái chết tôn cấp cao giai hưng phấn nhìn băng ngưng đương nhiên hắn coi thường nghệ phong, nhiều nhất thực lực cũng chỉ tương đương với nàng mà thôi. Với thực lực của hắn, có thể tùy ý thu thập. Băng công chúa, vẫn khỏe chứ? Sắc mặt người toát lên tiếu ý nhìn nghệ phong, nghệ phong không chút phẫn nộ, nhìn đối phương lạnh lùng nói. Mau cút, đối phương nghe thấy thanh âm của nghệ phong mãnh liệt như vậy, hắn liền hư lạnh, không phản ứng lại nghệ phong, xuất thủ bắt lấy băng ngưng. Trong mắt hắn chỉ băng ngưng mới có giá trị, chuyện được thực hiện bởi kênh chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1407, Lãnh Bân, người muốn chết, nghệ phong giận dữ cười, mạnh mẽ vung tay, một quyền mãnh liệt đánh về phía đối phương. Nghệ phong không muốn lãnh phí thời gian, vừa xuất thù đã không bảo lưu thực lực. Mặc kệ là tà đế lực, hay năng lượng vệ châu, tất cả trực tiếp vận chuyển, càng sử dụng tinh bạo thiên hạ. Uy thế quyền này của nghệ phong tỏa khắp không chung, dường như không khí đông cứng lại, tôn cấp đỉnh phong trông thấy tràng cảnh này, sắc mặt đại biến, hắn không thể nào tin nổi. Mặt trắng nhỏ có vẻ nhợt nhạt này cư nhiên phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Thân ảnh hắn bạo lui, muốn trốn tránh nghệ phong, thế nhưng nghệ phong không để hắn có cơ hội. Một quyền nhanh như thiểm địa đánh thẳng vào cơ thể hắn. Vận dung lực lượng phệ châu và tinh bạo thiên hạ, cho dù quân cấp đối mặt cũng phải rè chừng. Một tôn cấp đỉnh phong há lại là đối thủ, hắn nắm chặt tay chống đỡ liền bị quyền này của nghệ phong đánh nát, một quyền đánh thẳng vào ngực hắn. Toàn bộ ngực lõm xuống, miệng phun máu tươi, hắn đập mạnh xuống nền đất, không kêu nổi một tiếng. Băng ngưng nhìn đối phương ngã xuống, liền quay về phía nghệ phong nhắc nhở. Nghệ phong, mau rời khỏi đây, rất nhanh sẽ có người của đối phương chạy tới. Nghệ phong gật đầu, thi triển thân pháp bị ảnh kéo băng ngưng rời khỏi nơi này. Tuy rằng hắn không sợ đối phương, thế nhưng có thể tránh khỏi phiền toái là tốt nhất. Ngay khi nghệ phong rời khỏi, bên cạnh tôn cấp đỉnh phong liền xuất hiện một đạo nhân ảnh. Nhìn thấy đồng bạn chết bất đắc kỳ tử, một lão già xem xét một phen. Lập tức nhíu nhíu mày nói, thực lực thấp nhất cũng phải đạt tới quân cấp nhị giai. Hừ, người Đông Hải cung thực sự đã sống sót trở về, đường đường là quân cấp, cư nhiên lại xuất thủ với tôn cấp. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể oán giận, nhìn bốn phía không bóng người, liền hít một ngụm khí lạnh, quay về phía sau nói. Đuổi theo, nghệ phong thi triển thân pháp mỹ ảnh, mặc dù mang theo băng ngưng, thế nhưng tốc độ của nghệ phong không phải quân cấp bình thường có thể đuổi kịp dưới tình huống thi triển hai cánh đấu khí, rất nhanh nghệ phong bỏ đối phương rất lại phía sau. Thực không biết tự lượng sức mình, phát hiện đối phương không theo kịp, nghệ phong hừ lạnh, lúc này mới buông tay ôm băng ngưng ra, thu hồi hai cánh đấu khí. Là ngươi, ngay khi nghệ phong hạ xuống, một đạo thanh âm vang lên, nghệ phong trao mày nhìn về phía trước. Hiển nhiên chỉ thấy một người Tây Hải Cung đứng trước mặt. Chết tiệt, nghệ phong không kiềm chế nổi mắng lớn, tránh né được kẻ phía sau, thật không ngờ còn có kẻ phía trước cấm địa rộng lớn như vậy, xác suất hai lần liên tiếp đụng phải người Tây Hải Cung, so với tỷ lệ nghệ phong mau sổ số chúng giải nhất không khác biệt nhiều. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đụng phải bọn chúng. Nghệ phong, tránh hắn ra, người này chính là trưởng lão cao tầng của Tây Hải Cung, từ 10 năm trước đã đạt tới quân cấp. Băng ngưng đứng bên cạnh nhắc nhở nghệ phong, nghệ phong lắc đầu, khí tức đối phương đã tập trung vào băng ngưng, cho dù sợ trốn chạy, đối phương cũng sẽ đuổi theo. Hơn nữa, Người Tây Hải cung biết tin băng ngưng tới cấm địa, ắt sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Biện pháp tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Nghệ Phong khẽ dò xét thực lực của đối phương, chẳng qua thực lực của đối phương cũng chỉ đạt tới quân cấp tam giai đỉnh phong mà thôi. Thực lực này, không phải Nghệ Phong không thể giết hắn. Trước tiên hãy để ta giải quyết lão gia hỏa này. Nghệ Phong quay về phía băng ngưng nói. Băng ngưng khẽ nhíu mày, tuy biết thực lực của Nghệ Phong không kém. Thế nhưng muốn giao thủ với lão gia hỏa này, phần thắng không cao thực lực của hắn không dưới tam giai ngươi vừa mới tiến vào nhất giai tranh lệch tới hai cấp e là có chút khó khăn băng ngưng nhắc nhở nghệ phong lắc đầu nói không sao chờ bản đế giải quyết lão gia hỏa này xong nàng hôn bản đế một cái là được nghệ phong nhìn đôi môi đỏ mọng của băng ngưng khẽ cười cười buông tay băng ngưng ra lắc mình đứng chắn trước mặt băng ngưng câu nói này khiến băng ngưng thở phào trong lòng an tâm dù sao nghệ phong đã từng nhiều lần khiêu chiến với kẻ hơn cấp sau khi Nghệ Phong đạt tới quân cấp, vẫn có thể như vậy. Mặc dù cấp bậc quân cấp không không giống như tôn cấp. Lãnh Bân nhìn thanh niên trước mặt, bắt đầu dò xét thực lực của đối phương, nhưng không phát hiện được, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn tự nhiên không tin thực lực của Nghệ Phong mạnh hơn hắn. Vậy chỉ thể nói đối phương sở hữu công pháp kỳ lạ, che đậy không để hắn thăm dò. Ngươi là ai? Lãnh Bân nhìn sắc mặt Nghệ Phong thản nhiên như không, hắn thuận miệng hỏi. Cường giả ít tuổi như vậy thực rất hiếm thấy. Nghệ Phong, Nghệ Phong nói, khuôn mặt lãnh bân nhân lại, lục lọi tin tức về Đông Hải Cung trong. Đầu chính mình, hắn không hề nghe qua Đông Hải Cung có thiếu niên trẻ tuổi xuất chúng như vậy. Cũng khó trách đối phương không biết, dù sao chuyện tình Nghệ Phong sát hại mặc ra, chính là khi bọn họ tiến vào cấm địa. Mà chuyện Nghệ Phong gây ra, tuy truyền đến tai rất nhiều người, thế nhưng cũng không phải tất cả quân cấp đều nghe tới. Gia nhập Tây Hải Cung ta, hôm nay Lão Phu sẽ tha mạng cho ngươi. Lãnh bân nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói trông thấy thanh niên này còn ưu tú hơn băng ngưng, hắn cũng nổi lên ý mời chào. Trong Tây Hải Cung, thanh niên tầm tuổi hắn quá kém. Duy nhất chỉ có lãnh hâm sánh ngang với băng hồn tại Đông Hải Cung. So với băng ngưng còn kém quá xa, nếu như đám người bọn họ không nhiều tuổi hơn băng ngưng, e là đã sớm bị hai người vượt lên. Nghe thấy câu này, thiếu chút nữa băng ngưng phá lên cười. Đường đường là tà đế, cư nhiên người Tây Hải Cung mơ tưởng thu phục. Thực sự Tây Hải Cung có thể tương xứng sao? Không cần, bất quá nếu như ngươi gia nhập đông hải cung bản đế có thể tha mạng ngươi nghệ phong nhàn nhạt nói lời này khiến lãnh bân hừ lạnh ngươi muốn chết vậy lão phu giúp ngươi toại nguyện đạt cấp bậc như hắn một lần mời chào không được tự nhiên sẽ không mời chào lần thứ hai giống giận một tiếng liền xuất quyền hung hăng đánh thẳng về phía nghệ phong nghệ phong nhìn quyền của đối phương mạnh mẽ đánh tới tiện tay ninh tiếp nếu như thực lực của ngươi chỉ như vậy hãy tự mình kết liễu đi lưỡng quyền giao phong cùng một chỗ Lãnh Bân liền bay ngược lại phía sau. Nhận thấy lực lượng truyền đến cánh tay, ánh mắt Lãnh Bân liền ngưng động lại. Thầm nghĩ, quả nhiên là quân cấp, bất quá đạt tới, quân cấp, dựa vào công pháp đặc thù mới có thể che đậy người khác dò xét. Không đạt tới quân cấp, dù cho công pháp thần kỳ tới đâu, phần lớn đều có thể dò xét. Lãnh Bân có chút hiên tâm, cảm nhận được lực lượng đối phương xuất thủ, tuy rằng phân nửa đạt tới quân cấp, thế nhưng còn kém hắn rất xa. Nói như vậy, thiếu niên này đạt tới quân cấp cũng không được bao lâu. Ngươi không phải đối thủ của ta, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Lãnh bân nhìn nghệ phong cười lạnh nói, cơ hội này lưu lại cho chính ngươi đi. Nghệ phong không nói nhiều lời vô ích, liền rút long kiếm ra, trực tiếp đâm thẳng về phía đối phương. Lợi kiếm đi tới đâu, tiếng xé gió vang lên tới đó. Kiếm này, ẩn chứa 10 phần lực đạo của nghệ phong, năng lượng không gian cũng không lưu lại. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1408: Giết người đoạt vật. Gian ngoan mất linh, lãnh bân cười lạnh, rút trường thương, nghênh đón Nghệ Phong. Keng, thương kiếm giao phong cùng một chỗ, một thương này, Nghệ Phong bay ngược lại phía sau. Lực đạo truyền đến cánh tay khiến cánh tay hắn không ngừng run lên, lực lượng trong cơ thể bị suy giảm. Nghệ Phong nhận thấy cánh tay tê dại, không kiềm chế nổi thở dài một hơi. Lực lượng trong cơ thể hắn có thể liều mạng sánh ngang nhị giai, thế nhưng còn kém tam giai rất xa. Bất quá Nghệ Phong nghĩ tới chính mình chưa vận dụng năng lượng phệ châu, trong lòng cảm thấy có phần an tâm. Lần này ta chỉ vận dụng 7 phần lực lượng, lãnh bân nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói. Nghệ Phong mỉm cười, không nhiều lời vô ích, đấu khí trong cơ thể bạo phát, xoay quanh long kiếm, nhanh chóng đâm về phía đối phương. Lãnh bân biến sắc, nhìn long kiếm xé nát không khí xung quanh, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tăng vọt, nghênh đón long kiếm của Nghệ Phong. Hôm nay bản thiếu ra nói cho người biết, cảnh giới không phải điều duy nhất. Nghệ Phong hừ lạnh, lợi kiếm tạo thành từng đạo quỹ tích trên hư không, từng đạo đấu khí không ngừng thi triển, sau cùng hóa thành kiếm ảnh bay khắp trời, phương phô thiên cái địa hướng về phía đối phương. Tại phiến kiếm ảnh này, rốt cục lãnh bân không còn coi thương như trước, đặc biệt đạo đấu khí kia khiến hắn đề cao tinh thần. Hắn rất khó lý giải, tại sao một vỏ giả bình thường có thể vận dụng loại năng lượng này. Tiểu tử này tuyệt đối không phải người Đông Hải Cung, lãnh bân khẽ nhíu mày. Đông Hải Cung và Tây Hải Cung hắn cùng một mạch, Hắn rõ như lòng bàn tay đối với công pháp của đối phương, mà chiêu thức của Nghệ Phong xuất ra, hắn chưa từng gặp qua. Bất quá, tại sao người ngoài Đông Hải cung có thể tiến vào cấm địa? Lãnh Bân nhìn Băng Ngưng đứng bên cạnh, trong lòng có phần bừng tỉnh. Lẽ nào tiểu tử này là vị hôn phu của Băng Ngưng? Người có thể được lão gia hỏa kia chấp nhận, nói vậy cũng được coi là đệ tử thế lực lớn. Thế lực có thể đào tạo ra đệ tử như vậy, e là thế lực siêu cấp mới có thể. Nghĩ vậy, sau lưng Lãnh Bân cũng toát mồ hôi lạnh. Nếu như Đông Hải cũng có quan hệ với thế lực siêu cấp, về sau muốn thu thập nó, e là không có khả năng, chết tiệt, mặc kệ thế nào, trước tiên phải giết tiểu tử này. Trong đầu Lãnh Bân mọc lên ý nghĩ giết người diệt khẩu. Nghệ Phong chết tại đây, cuối cùng chẳng phải không còn quan hệ thông gia nữa sao? Nghĩ vậy, đợt công kích của Lãnh Bân vốn bị phân tán càng lúc lại càng trở nên sắc bén, một thương phát huy 10 phần lực đạo, tấn công Nghệ Phong. Công kích sắc bén cho dù nghệ phong cũng có chút không thể đỡ được. Tuy rằng tử khí có thể tăng thêm lực lượng trong cơ thể hắn, thế nhưng không thể vượt qua hai cấp. Bị lực công kích của đối phương áp bước lùi về phía sau, hồn lực trong thức hải của nghệ phong hóa thành từng đạo lam liên hoa, nhanh chóng đánh về phía lãnh bân. Lãnh bân nhìn lam liên hoa nhanh chóng bay đến, tiện tay đỡ đạo công kích của nghệ phong. Sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, trong lòng khó tin cả kinh nói. Nhiếp hồn sư bát tinh, ngươi cũng có vài phần nhãn lực, nghệ phong hừ lạnh, từng đạo nhiếp hồn thuật không ngừng đánh ra. Nở Nguyên bản lãnh Bân chỉ chiếm một chút thượng phong, thế nhưng dưới tình hình Nghệ Phong liên tục thi triển nhiếp hồn thuật, điểm thượng phong ấy đã hoàn toàn biến mất, ngược lại bị Nghệ Phong áp chế. Võ giả phối hợp cùng nhiếp hồn sư, uy lực tăng lên không chỉ mấy lần. Tại giờ khắc này, Lãnh Bân không còn tâm tư muốn tiếp tục chiến đấu. Cút, Lãnh Bân bị kiếm của Nghệ Phong cản trở đường lui của hắn, liền giống giận. Đấu khí trong cơ thể bạo phát, trường thương quét ngang, hướng về phía Nghệ Phong nghệ phong cười nhạt lòng kiếm không ngừng bạo phát kiếm ảnh từng đạo năng lượng kinh khủng cùng với kiếm ảnh liên tục công kích về phía lãnh bân loại lực lượng này lãnh bân không dám coi thường nửa điểm tuy rằng rất muốn thoát khỏi đợt công kích của nghệ phong thế nhưng không thể nào thoát được băng ngưng đến một bên nhìn hai người liên tục bộc phát từng đạo năng lượng kinh khủng trên hư không trong lòng chấn động vô cùng đối với nàng mà nói dư ba của nghệ phong và lãnh bân giao đấu đã đủ khiến nàng không dám tới gần sống vậy quá trình trận chiến này cũng khiến nàng vô cùng xúc động. Băng ngưng mơ hồ cảm giác chính mình có thể đề cao một sai, thế nhưng có cái gì đó không thể đột phá được. Lãnh bân dưới đạo công kích sắc bén của nghệ phong, càng lúc càng cảm giác cật lực. Nhiếp hồn thuật và lợi kiếm của nghệ phong phối hợp vô cùng xảo diệu. ưu thế về cấp bậc của hắn, tại giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Chết tiệt, trong lòng lãnh bân giận mắng, hắn chưa bao giờ nghĩ chính mình bị một tiểu bối bức bách tới tình trạng này. Sau khi hắn hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể bạo phát, một cổ năng lượng hội tụ thành dòng xoáy thật lớn tại cổ năng lượng này nghệ phong cảm giác nhiệt độ bốn phía nhanh chóng giảm xuống nhiệt độ bốn phía nhanh chóng giảm xuống từng đạo hoa tuyết xuất hiện trong hư không điều khiến nghệ phong trao mày chính là những hoa tuyết này mang theo đạo lực lượng vô cùng to lớn giống như những dao nhỏ trên hư không xẹt qua từng đạo quỹ tích quái dị tiểu tử lão phu tạm thời đóng băng ngươi lại lãnh bân hử lạnh nghệ phong trông thấy hoa tuyết và dòng xoáy bắt đầu điên cuồng co rút lại trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Mà băng ngưng đứng một bên sợ hãi hô lớn, nghệ phong, cẩn thận một chút, đây chính là tuyệt học trấn cung Tây Hải Cung, công pháp địa giai cao cấp, uy lực vô cùng lớn. Giọng nói của băng ngưng truyền tới bên tai nghệ phong, tự nhiên nghệ phong cảm giác được sự kinh khủng trong đó. Tại dòng xoáy và hoa tuyết có rút lại, nghệ phong không chỉ cảm giác được luồng áp lực khổng lồ, còn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh niên cuồng giảm xuống. Loại nhiệt độ này khiến cánh tay nghệ phong nổi gai ốc, lạnh lẽo tận linh hồn hợp, lãnh bân giống giận, dòng xoáy bốn phía nhanh chóng biến đổi, hóa thành hồng quang bao vây nghệ phong. Cô áp lực khổng lồ dường như muốn đập nát nghệ phong. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống, không khí cũng đóng băng, trên hư không xuất hiện khối băng thật lớn. Mà tại trung tâm khối băng này, mơ hồ có thể thấy hình dáng nghệ phong. Lãnh bân thấy nghệ phong bị vây tại trung tâm khối băng, khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Cho dù người chính là nhiếp hồn sư bát tinh thì đã làm sao? Chẳng phải cũng bị lão phu đóng băng. Hợp, lãnh bân lại quát lớn lần nữa, lực lượng trong cơ thể điên cuồng bạo phát, muốn đông cứng Nghệ Phong. Tinh bạo thương khung, ngay khi Nghệ Phong bị khối băng này nhốt lại, đột nhiên âm thanh giống giận từ khối băng phát ra, theo tiếng giống giận, khối nguyên bản cứng hơn sắt thép hàng trăm lần. Cư Nhiên bị quyền cước khủng bố đập nát, cùng lúc đó, thân ảnh Nghệ Phong từ trong khối băng tiêu tán bắn ra ngoài. Hạ xuống từ trên hư không, thân thể nguyên bản đông cứng lạnh run cũng khôi phục trạng thái bình thường. Lãnh Bân trông thấy Tuyệt Chiêu Cư Nhiên bị phá vỡ, sắc mặt đại biến, thân ảnh mạnh mẽ chấp động, né tránh quyền của nghệ phong công kích tới hắn. Thân ảnh chấp động, muốn đào tẩu, hắn biết, dựa vào thực lực của hắn, tuyệt đối không thể giết chết đối phương. Người không thể thoát được, nghệ phong thấy đối phương muốn trốn chạy, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, bay nhanh về phía đối phương. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1409, nửa bước, cút ngay, Lãnh bân bị nghệ phong ngăn cản, hắn liền giống giận. Bạo phát 10 phần lực đạo, một thương trực tiếp đâm vào vị trí yếu hại trên cơ thể nghệ phong. Người không thể trốn thoát, nghệ phong thản nhiên nói, đạo lợi kiếm nhanh như thiểm địa đỡ kiếm này của lãnh bân, đồng thời sử dụng nhiếp hồn thuật đánh về phía hắn. Sau khi lãnh bân tránh né nhiếp hồn thuật, lúc này cách nghệ phong tương đối xa. Sắc mặt hắn biến ảo bất định, tim đập thình thịch nhìn nghệ phong. Tốc độ của thanh niên trước mặt hắn thực sự quá kinh khủng, cho dù hắn muốn trốn chạy cũng không được đây chính là lần đầu tiên lãnh bân cảm thấy chính mình nghẹn khuất như vậy. Đường đường là quân cấp tam giai, thực lực cao hơn đối phương hai cấp, không chỉ đánh không lại, thậm chí còn không thể trốn chạy. Ánh mắt lãnh bân đột nhiên chuyển về phía băng ngưng, trong mắt toát lên vẻ tàn độc. Một đạo năng lượng bạo phát, mạnh mẽ đánh về phía băng ngưng. Cùng lúc đó, thân ảnh hắn nhanh như thiểm điện chạy hướng về phía khác. Tiểu tử, người có bản lĩnh đừng cứu nàng. Lãnh bân càn rỡ cười lớn, tốc độ phát huy tới tột cùng. Nghệ Phong nhìn đạo năng lượng đánh về phía băng ngưng, không dám do dự, trong nháy mắt thi triển thuấn di, chặn đứng đạo năng lượng kia. Lúc này Lãnh Bân cũng đã chạy đi khá xa, rất nhanh thoát khỏi tầm mắt Nghệ Phong. Người chạy được sao? Nghệ Phong cười nhạt, trên phía sau xuất hiện hai cánh đấu khí, nhanh chóng bay về phía đối phương. Trong lúc hai cánh chấp động, tốc độ phát huy tới cực điểm, trong khoảng thời gian ngắn đã kéo gần khoảng cách với đối phương. Mà Lãnh Bân cảm nhận được khí thức của đối phương càng lúc càng gần, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, vận chuyển năng lượng trong cơ thể một cách điên cuồng, thẳng tiến bay nhanh. Thuấn Di, Nghệ Phong thấy đối phương vẫn vọng tưởng rời đi, khóe miệng nhếch lên khinh thường, lại tiếp tục thi triển Thuấn Di. Dựa vào thân pháp mị ảnh, rất nhanh Nghệ Phong đứng chắn trước mặt lãnh bân, dùng kiếm ngăn cản đối phương. Trông thấy Nghệ Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trong lòng lãnh bất hoảng hốt, vội vàng vận chuyển năng lượng chống đỡ. Tinh bạo thương khung, làm liên hóa hồng quyết, Nghệ Phong liên tục thi triển hai đại chiêu, trực tiếp công kích lãnh bân. Sắc mặt lãnh bân đại biến, chỉ có thể vận khí chống đỡ. Phụt, lãnh bân chống đỡ được tinh bạo thương khung của nghệ phong, thế nhưng không thể tránh né được nhiếp hồn thuật. Trường này đánh tới, đập trúng thân thể, khiến hắn bị văng ngược lại. Thấy đối phương rơi xuống dưới đất, đương nhiên nghệ phong không bỏ qua cơ hội hạ thủ, đánh rắn đánh dập đầu. Liên tục thi triển nhiếp hồn thuật, từng đạo lam liên hoa công kích vào thân thể đối phương. Rất nhanh, rất nhanh, đối phương đã không còn lực phản kích, trông thấy tràn cảnh như vậy nghệ phong thi triển thuấn di lắc mình xuất hiện bên cạnh đối phương một kiếm đâm thẳng vào cổ họng đối phương cùng lúc lợi kiếm khẽ chuyển nạp linh giới trên ngón tay lãnh bân xuất hiện trên tay nghệ phong băng ngưng nhìn nghệ phong xuất hiện bên cạnh lãnh bân lập tức trông thấy hắn ngã xuống nàng liền thở dài một hơi xem trong nạp linh giới của hắn có địa đồ hay không bọn họ tới lâu như vậy hẳn là đã tìm ra một phần địa đồ ít nhiều giúp chúng ta tránh khỏi một ít cạm bẫy và đi đường vòng băng ngưng nói nghệ phong lục lọi trong nạp linh giới quả thực phát hiện không ít thứ tốt rất nhanh nghệ phong tìm được thứ băng ngưng muốn băng ngưng tiếp nhận quan sát một chút lập tức bất đắc dĩ nói sau khi cấm địa biến dị biến hóa khôn lường may là đạt được tấm địa đồ này của đối phương bằng không dựa vào địa đồ trước đây e là gặp không ít phiền phức sau khi lục lọi nạp linh giới của lãnh bân một hồi từ trong nạp linh giới nghệ phong lấy ra một quyển bí tịch mang phong cách cổ xưa sau khi thấy quyển bí tịch này nghệ phong liền quay về phía băng ngưng nói đây có phải chính là công pháp lão gia hỏa kia thi triển hay không băng ngưng tiếp nhận gật đầu nói đây chính là công pháp trấn cung của tây hải cung không ngờ hắn mang theo vật này bên mình sau khi băng ngưng xem qua lập tức nhíu mày nói bất quá đây chỉ là nửa bộ nghe vậy nghệ phong cảm thấy có chút đáng tiếc vừa nãy hắn đã nếm thử bộ công pháp này nếu như hắn không có tinh bạo thương khung muốn phá công pháp này thực sự rất khó khăn cho dù có tinh bạo thương khung cũng không thể phá toàn bộ chỉ có thể đánh nát từng khối quả thực uy lực của bộ công pháp này rất mạnh người này hẳn là trưởng lão truyền công của tây hải cung bằng không không thể sở hữu thứ này đáng tiếc chỉ có nửa bộ băng ngưng cũng cảm thấy có phần đáng tiếc nghệ phong đưa công pháp băng ngưng nói đã có nửa thượng tự nhiên còn nửa hạ tìm được người giữ nửa hạ chém giết đoạt lấy nghe nghệ phong nói băng ngưng kinh ngạc thầm nghĩ trưởng lão truyền công bảo quản nửa thượng đã cường hãn như vậy thực lực của trưởng lão bảo quản nửa hạ thấp nhất phải đạt tới ngũ giai không dễ dàng giết chết như vậy có thể tìm được là tốt nhất cho dù không đoạt được cũng không sao bang ngưng quay về phía nghệ phong nói nghệ phong thoáng nhìn bang ngưng xinh đẹp lãnh ngạo đột nhiên nhớ tới thứ gì đó hắn quay về phía bang ngưng nói có phải nàng quên một việc bang ngưng nghe nghệ phong nói nàng cũng nhớ tới lời nói của nghệ phong trước khi giao đấu cùng lãnh bân nàng trông thấy nghệ phong chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của chính mình khiến sắc mặt nàng ửng hồng Hoảng loạn quay đầu. Nữ nhân thực hay lừa đảo, Nghệ Phong nhún nhún vai, tiện tay mở quyền công pháp vừa mới đoạt được. Bất quá, trải qua không bao lâu Nghệ Phong cảm thấy mất hứng thú. Tu luyện bộ công pháp này, cư nhiên phải sở hữu năng lượng thuộc tính băng, ngay cả Nghệ Phong có năng lượng thuộc tính thủy cũng không thể lĩnh hội. Muốn lĩnh hội thuộc tính băng trong hệ thủy lại càng khó. Bộ công pháp này hẳn là không thể tu luyện. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cảm thấy có chút đáng tiếc, quên đi, chờ tới khi đoạt được nửa hạ tặng lại Đông Hải Cung. Những người nghệ phong biết tới, cũng chỉ có người Đông Hải Cung tu luyện công pháp thuộc tính băng. Nghệ phong, cẩn thận một chút, nơi này đã tiến vào vị trí trung tâm, tỷ lệ gặp phải Tây Hải Cung lại càng lớn. Và lại, nơi này cũng vô cùng nguy hiểm, băng ngưng lại nắm chặt tay nghệ phong, nhắc nhở. Nghệ phong gật đầu, vừa mới cùng băng ngưng bước vài bước liền lạc vào mê trận. Nghệ phong đã từng trải, cũng không nói nhiều lời vô ích. Một quyền trực tiếp đánh thẳng về phía trước. Sức chống cự của mê trận này hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều những mê trận ban đầu, Nghệ Phong đánh ra một quyền cực mạnh vẫn không thể phá vỡ. Điều này khiến Nghệ Phong liên tục xuất quyền, khi Nghệ Phong xuất hơn 10 quyền, mê trận này mới bị phá vỡ. Phát hiện như vậy, khiến Nghệ Phong càng cẩn thận, tuy mê trận này không khiến hắn tổn thương, thế nhưng đụng tới nhiều cũng rất lãng phí thời gian. Còn khoảng bao lâu? Nghệ Phong hỏi Băng Ngưng, Băng Ngưng nói, ước chừng còn khoảng 5 canh giờ. Bất quá, chậm lại một chút vẫn tốt hơn. Nghệ Phong gật đầu, tuy trong lòng nôn nóng, thế nhưng cũng biết một số việc không thể nôn nóng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1410, mở cửa cung. Sau khi giết chết lãnh bân, trên đường đi Nghệ Phong không hề gặp người hai cung. Nghệ Phong, đường này ngắn nhất có thể vào bên trong. Băng ngưng nói, Nghệ Phong gật đầu, quay về phía băng ngưng nói. Nàng có cách tiến vào trong sao? Băng ngưng lắc đầu nói, ta cố gắng hết sức, không ai có thể tiến vào sao? Nghệ Phong hỏi, từ khi cấm địa biến dị, không còn ai có thể tiến vào. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Đông Hải Cung suy nhược như vậy. Băng ngưng hồi đáp, trong lúc Nghệ Phong trầm mặc, băng ngưng nắm chặt tay Nghệ Phong. Trước hết tìm tới tòa thủy tinh cung, nó chính là thông đạo vào bên trong. Nghệ Phong thu liếm tình tự trong lòng, quay về phía băng ngưng gật đầu nói. Nàng biết hướng nào sao? Hướng đông, nhận được câu trả lời của băng ngưng, hai người nhanh chóng chạy về phía đông. Băng ngưng, nàng khẳng định nó ở hướng đông sao. Nghệ Phong trao mày hỏi, đằng đẵng mấy canh giờ, Nghệ Phong vẫn không phát hiện tòa thủy tinh cung băng ngưng nói. Băng ngưng khẳng định gật đầu, nhật định tại hướng đông, bất quá, có thể bị ảo cảnh, ẩn nấp rồi, ảo cảnh, Nghệ Phong khẽ nhíu mày, trên đường đi hắn thực sự không quan tâm tới những thứ này. Suy nghĩ chút, cũng bắt đầu tuần tra, sau hồi lâu, quả nhiên Nghệ Phong phát hiện phương hướng kia có điều dị thường, không gian nơi đó hơi rung động. Theo ta, Nghệ Phong kéo Băng Ngưng về phương hướng kia, ảo cảnh này hiển nhiên khác suy đoán của Nghệ Phong rất nhiều, Nghệ Phong đi đằng đẵng một ngày mới thoát khỏi lớp màng mỏng. Từ lớp màng mỏng đi ra, trước mặt Nghệ Phong và Băng Ngưng xuất hiện một tòa thủy tinh cung nguy nga tráng lệ, thủy tinh cung tản ra ánh sáng lấp lánh chói mắt. Chính là nơi này, Băng Ngưng hưng phấn quay về phía Nghệ Phong nói. Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong lòng cũng mơ hồ minh bạch tại sao đông hải cung chủ nói nếu như thực lực của băng ngưng hiện tại tới đây căn bản không thể đi sâu vào trong cấm địa vừa mới vượt qua ảo cảnh kia nghệ phong mất không ít thời gian mới có thể vượt qua mà đây còn dưới tình huống hắn nhận được truyền thừa ảo cảnh nếu như người thường e là tìm ra ảo cảnh thực lực mạnh hơn hắn gấp mấy lần đều phải lạc trong đó có thể mở thủy tinh cung này sao nghệ phong nhìn cửa thủy tinh cung trước mặt đóng chặt hỏi băng ngưng ta thử xem băng ngưng nhìn thủy tinh cung trước mặt hít sâu một hơi bước về phía cửa thủy tinh cung băng ngưng tới cửa thủy tinh cung đưa tay đụng vào đường viền trên cửa cung sau hồi lâu miệng nàng nhếch lên tươi cười quả nhiên là hoa văn này nghệ phong nghe thấy băng ngưng thì thầm nghệ phong cũng chuyển ánh mắt nhìn về phía cửa cung quả nhiên thấy tại vị trí trung tâm cửa cung có một đường tròn lớn trong vòng tròn có hoa văn lộn xộn mang phong cách cổ xưa hoa văn này có lợi ích gì sao nghệ phong hỏi trước kia lão tổ cũng lo lắng ngày nào đó cấm địa gặp phải sự cố cho nên thiết kế cách mở cửa mà chìa khóa có thể mở được chính là thể chất thuộc tính hàn băng. Cơ bản hai cung đều tu luyện công pháp thuộc tính băng, thế nhưng nhiều năm như vậy chỉ có ta đạt được thuộc tính hàn băng tinh khiết. Có thể mở cửa cấm địa cũng chỉ có thể là ta. Cũng vì nguyên nhân này, từ nhỏ Tây Hải cung đã muốn cướp đoạt ta. Băng Ngưng giải thích nói, Nghệ Phong gật đầu tỏ vẻ thông suốt, nhưng hắn nghi hoặc hỏi. Thế nhưng, hoa văn này dùng làm gì? Sắc mặt Băng Ngưng đột nhiên trở nên ửng đỏ âm thanh run run quay về phía nghệ phong nói. Người quay mặt đi, câu nói này khiến nghệ phong càng khó hiểu, sững sờ nhìn băng ngưng. Băng ngưng thấy nghệ phong như vậy, không khỏi hờn dỗi dẫm chân, quay về phía nghệ phong sẵn giọng nói. Người quay mặt đi, tuy rằng nghệ phong khó hiểu, thế nhưng thấy băng ngưng vậy, hắn liền quay mặt đi. Khi ta chưa đồng ý, người không được phép quay đầu lại. Băng ngưng trầm giọng nói, nghệ phong nhún nhún vai, không trả lời. Băng ngưng nhìn bóng lưng nghệ phong, nàng hít sâu, khẽ cắn môi, tay đột nhiên đặt xuống dưới hông. Nàng vừa kéo xuống, quần áo vốn chỉnh thể, từ từ rơi xuống. Bắt đầu từ xương quay xanh, làn da trắng như tuyết hiển lộ ngoài không khí. Đường cong duyên dáng tỏa ra khí tức mị hoặc, toàn thân giống như ngọc bạch, giống như tơ lựa mang theo lưu tuyến mỹ lệ. Băng ngưng thoáng nhìn nghệ phong, thấy nghệ phong không quay đầu lại. Âm thầm thở dài, khuôn mặt đỏ ửng, ấn kết trong tay bắt đầu chậm rãi kết khởi. Nghệ phong nghiêng lưng về phía băng ngưng không cảm thấy không vật cản, không biết băng ngưng đang làm gì âm thanh không phát sinh một điểm khi nghệ phong nghiêng lưng về phía băng ngưng rốt cục không nhịn được từ từ quay đầu nhìn lại khi nghệ phong quay đầu nhìn lại hắn nhất thời líu lưỡi chăm chú nhìn về phía trước chỉ thấy toàn thân nữ thần trước mặt trắng bóng lặng lẽ đứng tại chỗ gò bồng đầy đặn vỉnh lên tuyệt mỹ tới tột cùng da thịt trắng noãn như ngọc tản gia dụ hoặc khiến người ta không thể kìm lòng muốn đưa tay đụng vào nghệ phong há miệng nhìn tràng cảnh này hắn cảm giác trong lòng chính mình bốc lên cổ hỏa diễm cổ hỏa diễm này khiến nghệ phong cảm thấy khô nóng nhìn thủ ấn băng ngưng không ngừng kết khởi vẻ mặt chăm chú không gì sánh được nghệ phong vận chuyển lăng thần quyết đạp tan ý niệm trong lòng nghệ phong biết với tính cách của băng ngưng có thể làm ra chuyện như vậy nhất có liên quan tới chuyện mở cửa cung nghệ phong rất muốn quay lưng về phía băng ngưng thế nhưng không thể rời mắt nổi tình huống như vậy khiến nghệ phong tự an ủi chính mình nói đây không phải nhìn trộm đây không phải nhìn trộm, đây chính là chính mình quang minh chính đại thưởng thức, đúng vậy, chính là thưởng thức. Vừa nghĩ như vậy, nghệ phong nhất thời cảm giác bình thường, ánh mắt quét nhìn thân thể băng ngưng, trong lòng thầm nhận xét. Vóc dáng nữ nhân này quả thực thập toàn thập mỹ, nhiều sợ nhiều, ít không đủ. Băng ngưng cũng không biết nghệ phong quay đầu lại, nàng vẫn chăm chú kết ấn. Nguyên bản vô cùng ngừng ngùng, cũng quên sạch, ấn kết trong tay không ngừng kết khởi, trên thân thể bạch ngọc không ngừng hiện lên từng đạo sáng bóng, từng đạo sáng bóng hiện lên khiến thân thể băng ngưng vốn tuyệt mỹ lại càng thêm mị hoặc từng đạo sáng bóng không ngừng hiện lên trên thân thể băng ngưng rất nhanh thân thể băng ngưng xuất hiện từng đạo quỹ tích quỹ tích này liên tục biến hóa từ từ cấu thành hoa văn bao phủ toàn thân băng ngưng hoa văn không ngừng khuếch đại hiển nhiên băng ngưng có phần mệt mỏi tốc độ ấn kết trong tay từ từ chậm lại hoa văn trên thân thể băng ngưng xuất hiện đồng thời hoa văn tại cửa cung nguyên bản đóng kia cũng bắt đầu tản ra quang mang yếu ớt nhìn loại biến dị này khóe miệng băng ngưng mỉm cười, ấn kết trong tay càng tập trung kết khởi. Hoa văn trên thân thể dần dần khuếch đại. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1411, vóc sáng không tội a à. Thấy băng ngưng kết ấn càng lúc càng chậm, hầu như sắp không trụ vững, trong lòng nghệ phong quính lên. Vội vàng lắc mình về phía trước, một tay đặt sau lưng nàng, xúc tua mịn màng khiến đáy lòng nghệ phong khẽ run lên. Thế nhưng, thấy băng ngưng càng lúc càng không thể trụ vững. Nguyên bản cửa cung tỏa ra quang mang lại bắt đầu vụt tắt. Nghệ Phong vội vàng tìm cách ngăn chặn hỏa diễm trong lòng. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển đưa vào cơ thể băng ngưng. Băng ngưng thấy tay Nghệ Phong chạm vào lưng nàng, chỉ biết hỗn đản này không tuân theo ước định hành sự. Có lẽ chính mình bị hắn nhìn toàn bộ, băng ngưng liền cảm thấy trong lòng run lên. Bất quá, khi luồng lực lượng sau lưng dâng trào, lúc này băng ngưng mới áp chế được rung động trong lòng, bắt đầu tăng tốc độ kết khởi ấn kết. Đấu khí trong cơ thể nghệ phong vô cùng nồng hậu, được nghệ phong trợ giúp, tốc độ kết khởi của băng ngưng nhanh hơn vài phần. Căn bản không cần lo lắng năng lượng tiêu hao, bất quá, nghệ phong trợ giúp băng ngưng, hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể chính mình giống như dòng nước bị rút ra, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thầm nghĩ, may mắn chính là chính mình, băng không thực sự thiếu để băng ngưng sử dụng. Khi ấn kết trong tay băng ngưng kết khởi, hoa văn trên cửa cung phát ra quang mang rực rỡ, Quang mang chói mắt khiến Nghệ Phong và Băng Ngưng không kiềm được liền nhắm mắt lại. Đạo quang mang này bay thẳng lên không, vốn cùng điện cách mặt nước biển mấy nghìn thước, dưới đạo quang mang này, cũng tách rời rất lâu không thể hội tụ lại. Nhưng vào lúc này, hoa văn trên cơ thể Băng Ngưng giống vậy, bộc phát đạo năng lượng kinh khủng. Đạo năng lượng này khiến Nghệ Phong bắn sang một bên, đạo năng lượng này xông thẳng lên trời, hội tụ cùng đạo quang mang kia. Hai đạo quang mang hội tụ, bạo phát uy thế kinh người. Loại uy thế này khiến Nghệ Phong tự nhiên cho dù hắn dốc toàn lục thi triển cũng không hơn đạo quang mang hội tụ này. Hai đạo năng lượng đan xen vào nhau, rất nhanh đã dung hợp. Năng lượng dung hợp cùng chỗ, bắt đầu chậm rãi biến ảo, trên hư không bắn ra từng đạo tia sáng. Tia sáng to lớn trên hư không giống như sợi tơ vẽ lên hoa văn thật lớn. Cùng lúc đó, băng ngưng cũng ngã xuống. Nghệ Phong trông thấy tràng cảnh này, vội vàng kéo băng ngưng vào lòng chính mình. Băng ngưng ngã vào lòng Nghệ Phong, không mảnh vải che thân. Đôi gò bồng đầy đặn quyến rũ kia hoàn toàn thâu nhập trong mắt Nghệ Phong, Nghệ Phong có thể thấy rõ lỗ chân lông trên làn da trắng. Cư nhiên khiến Nghệ Phong ngẩn người trong khoảng thời gian ngắn. Băng ngưng thấy dáng vẻ Nghệ Phong như vậy, sắc mặt trở nên ửng đỏ, toàn thân thể nóng lên, hận không thể cắn chết Nghệ Phong. Băng ngưng gắng sức đề cao khí lực giấy dụa khỏi lòng Nghệ Phong, vội vàng nhặt y phục vừa mới cởi bỏ, che chắn thân thể chính mình. Nghệ Phong thấy băng ngưng như vậy, quan sát toàn thân băng ngưng một hồi, lập tức coi như không chuyện gì xảy ra nói vóc dáng không tồi a à. những lời này thiếu chút nữa khiến băng ngưng phun máu nàng trừng mắt nước nhìn nghệ phong oán hận măng hỗn đản người không nói sẽ chết a à. băng ngưng cố gắng dẹp loạn tâm tình trong lòng chính mình xoay người mặc y phục chỉnh tề lập tức quay đầu trừng mắt nước nhìn nghệ phong nói ta đã nói với ngươi không được phép quay đầu lại nghệ phong nhún nhún vai nói may là ta quay đầu lại bằng không bỏ lõ vài thứ ta sẽ bị rất nhiều nam nhân khinh bỉ bất quá ta vừa mới giúp đỡ nàng vận chuyển năng lượng một số thứ không thấy được ví như không thấy sau lưng nàng có nốt ruồi nghe vậy băng nhưng thiếu chút nữa phun máu sau lưng nàng vốn không có điểm gì khác biệt thực sự ta không phát hiện điều gì nàng biết người căng thẳng sẽ dễ mù vừa nãy chính là ta nhắm mắt thật chặt nghệ phong nói nhảm băng ngưng chưa từng nghe nói người khẩn trương và mù có liên quan gì nhau cũng không tin người như hắn sẽ căng thẳng sau khi chậm rãi hít sâu một hơi cũng không nhắc lại bất quá khuôn mặt ửng đỏ thật lâu không tiêu tan nói cho nghệ phong biết nữ nhân này rất không bình tĩnh nghệ phong thấy ánh mắt băng ngưng chuyển tới hư không hắn cũng nhìn tới chỉ thấy trong hư không hoa văn đã dung hợp thành một đồ án khổng lồ hoa văn giống hệt hoa văn trên cửa cung bạo phát quang mang càng khiến mảnh ánh sáng xung quanh sáng như tuyết nghệ phong vừa nghĩ tới ảo cảnh giờ khắc này hoàn toàn tiêu tan theo từng đạo quang mang đánh vào Hoa Văn, uy thế quang mang bạo phát càng lúc lại càng lớn. Nghệ Phong thấy tràng cảnh như vậy, khẽ nhíu mày nói: "Thời gian cửa cung này mở mất bao lâu?" "Rất nhanh," Băng Ngưng nắm chặt tay, "nàng có thể đã hoàn thành, tất cả việc còn lại chỉ có thể dựa vào ý trời." "Bạo động như vậy, e là thu hút rất nhiều người qua đây." "Ảo cảnh tiêu thất, rất nhanh bọn họ có thể tới nơi này." Nghệ Phong quay về phía Băng Ngưng nói, "Băng Ngưng gật đầu, "người càng nhiều lại càng phiền toái." cho nên tất nhiên phải ngăn cản bọn họ trước khi tiến vào thủy tinh cung, đoạt trước bọn họ. chờ chút, ngay lập tức thì tốt rồi. băng ngưng nói. ngay khi băng ngưng vừa dứt lời, hoa văn vốn hư ảo đột nhiên co rút lại. trong chốc lát, hoa văn nguyên bản liền biến đổi kích cỡ bằng kích cỡ hoa văn trên cửa cung. mà hoa văn này cũng bắn tới cửa cung, hai hoa văn chồng cùng một chỗ. sau khi hai hoa văn chồng lên nhau, hoa văn nguyên bản trên cửa cung chậm rãi chuyển động. hoa văn chuyển động, cửa cung vốn đóng chặt từ từ mở ra, băng ngưng nhìn thấy chàng này, hưng phấn hô lớn, mở, mở, nghệ phong giống vậy, cũng rất hưng phấn, quả thực khoảng cách tới hải lam thánh quả lại lần nữa bước gần một bước. Kẹt, cửa cung nặng nề chậm rãi mở, trải qua thời gian không lâu, cửa cung nguyên bản đóng kín đã hoàn toàn mở rộng. Khi nghệ phong nhìn thấy, kéo tay băng ngưng, quay về phía nàng nói. Đi, băng ngưng gật đầu, cùng nghệ phong lắc mình tiến vào cửa cung. Nghệ phong tiến vào cửa cung, vốn tưởng rằng cửa cung sẽ tự động đóng lại, Thế nhưng đợi lúc lâu, cửa cung vẫn không đóng, điều này khiến Nghệ Phong khẽ nhíu mày, lúc này Băng Ngưng giải thích nói: "Mở ra sẽ không đóng lại." Tuy rằng Nghệ Phong bất đắc dĩ, thế nhưng cũng biết không còn cách nào khác. Hắn cảm giác được không ít khí tức nhanh chóng bay về hướng này. Nghệ Phong biết muốn ngăn cản những người này rất khó, bất quá, hắn không quên gây chút phiền toái đối với những người này. Nghệ Phong không ngừng đánh ra nhiếp hồn thuật, ảo cảnh rất nhanh xuất hiện tại cửa cung. Sau khi Nghệ Phong đạt tới bát tinh, ảo cảnh càng trở nên chân thực. Cho dù quân cấp, nếu như không tinh tế dò xét, cũng không thể biết được. Nàng biết khu vực cung điện này, tiến nhập vào sâu cấm địa sao. Nghệ Phong hỏi băng ngưng, băng ngưng gật đầu nói, trong tộc có ghi chép về cung điện này, lộ tuyến trong đó ta rõ như lòng bàn tay. Băng ngưng hồi đáp, bởi vì từ sớm nàng đã biết mình là chìa khóa viễn cổ, cho nên nàng đã sớm tìm hiểu rõ mọi chuyện. Từ cung điện này tới cấm địa, nàng đều phải tìm lại ký ức. Bởi vì bên trong và bên ngoài đều không cần nàng, ngược lại nàng không cần cố gắng hồi tưởng lại. Như vậy tốt rồi, bản đế thi triển chút ảo cảnh, đủ để ngăn cản bọn họ thời gian dài. Nghệ Phong nói, chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1412, Khôi lỗi cương thiết. Sau khi Nghệ Phong và băng ngưng tiến nhập Thủy Tinh Cung không lâu, từng đạo thân ảnh cũng chạy tới bên ngoài Thủy Tinh Cung. Mọi người nhìn Thủy Tinh Cung này, Cả đám hưng phấn hô lớn. Thông đạo tiến vào sâu trong cấm địa ở chỗ này, dị trạng thiên địa vừa rồi, nhất định có người đã mở cửa thủy tinh cung. Ta chắc chắn không lầm chính là Hoa Văn kia." Một trưởng lão Đông Hải cung nói. "Ha ha, rốt cục đã tìm thấy thông đạo tiến sâu vào cấm địa. Tiến sâu vào cấm địa, không chừng có thể tấn cấp một lần nữa." Một trưởng lão Tây Hải cung cũng vô cùng hưng phấn. "Rốt cục cửa cung này là ai mở ra, chẳng lẽ chính là Nha Đầu Băng? Ngưng kia, chỉ băng ngưng mới có thể không thể thực lực của nha đầu băng ngưng kia còn kém nếu muốn mở cửa cung này thấp nhất thực lực cũng phải đạt tới quân cấp băng không thiếu lực lượng trợ giúp băng ngưng không thể mở thông đạo này nhất định là băng ngưng lẽ nào băng ngưng đã đạt tới quân cấp bất quá nhà đầu kia thực sự lớn mật cho dù đạt tới quân cấp dám đơn độc tiến sâu vào cấm địa không phải muốn chết một trưởng lão có chút tức giận không cần lo lắng nhiều như vậy chúng ta cùng đi vào tuyệt đối không thể để nha đầu băng ngưng kia gặp chuyện không may nếu như băng ngưng xảy ra chuyện sẽ không ai có thể tiến vào vị trí trung tâm hiện tại không thể giải quyết vấn đề cấm địa này biến dị chúng ta cũng đừng nghĩ thoát khỏi cấm địa nói tới đây trưởng lão đông hải cung này thoáng liếc nhìn đám người tây hải cung không đúng cửa cung này vẫn đóng chặt theo lý thuyết cửa cung mở ra hẳn là sẽ không đóng lại một trưởng lão trong đó nhíu mày nói những lời này khiến các trưởng lão hai cung đều chăm chú nhìn cửa cung đóng chặt thế nhưng không ai nhìn ra đây chỉ là ảo cảnh mà thôi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc có trưởng lão dẫn đầu bay nhanh về phía cửa cung, xua tay chăm chú nhìn hoa văn trên cửa cung. Lập tức nhíu mày nói, có điều cổ quái, nghệ phong trong cung điện, cũng không quên thiết lập ảo cảnh, trên đường vô số ảo cảnh khiến băng ngưng líu lưỡi. Ảo cảnh nhiều như vậy, nghệ phong nghĩ thầm đủ để ngăn cản bọn họ trong khoảng thời gian khá dài. Cẩn thận, khi nghệ phong thiết lập ảo cảnh, băng ngưng đột nhiên quay về phía nghệ phong hô lớn, Nghệ Phong thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ bay về phía chính mình. Nghệ Phong tiện tay chống lại, ngăn cản lại, Nghệ Phong mới kéo băng ngưng rút lui mấy bước, Nghệ Phong lúc này mới nhìn rõ xem vật gì đánh lén bọn họ. Đừng trước mặt hoàn toàn là khôi lỗi chế tạo từ sắt thép mà thành, những khôi lỗi này tản ra ánh kim sáng bóng chắn trước mặt phía trước Nghệ Phong và băng ngưng. Khôi lỗi cương thiết, băng ngưng nhìn khôi lỗi chắn trước mặt chính mình, quay về phía. Nghệ Phong nhắc nhở nói, người cẩn thận một chút, mỗi một khôi lỗi này đều đánh vào ma tinh bát sai. Tuy rằng kém cường giả quân cấp, thế nhưng mạnh hơn tôn cấp một bậc. Hơn nữa toàn thần là sắt thép, vô cùng khó chơi. Nghe lời giải thích của băng ngưng, nghệ phong hít thật sâu, nhìn những khôi lỗi cương thiết này cũng vô cùng cẩn trọng. Vừa nãy giao thủ cùng những khôi lỗi cương thiết này một lần, quả thực có chút phiền toái. Nàng lui lại phía sau một chút, trước hết để ta giải quyết những khôi lỗi cương thiết này. Nghệ phong quay về phía băng ngưng nói, băng ngưng gật đầu, nhìn phía sau nàng lui lại một khoảng băng ngưng biết với thực lực của nàng tuyệt đối không phải đối thủ của những khôi lỗi cương thiết này nghệ phong thấy băng ngưng lui lại phía sau hắn liền hít thật sâu suất một quyền năng lượng khổng lồ mãnh liệt đánh về phía khôi lỗi cương thiết bịch quyền này nghệ phong sử dụng 10 phần lực đạo mạnh mẽ đánh vào thân thể khôi lỗi cương thiết âm một tiếng đối phương lảo đảo lui lại phía sau đập mạnh xuống mặt đất sắt thép nguyên bản cũng lõm xuống rất nhiều khóe miệng nghệ phong nhếch lên mỉm cười nhưng không vui vẻ được bao lâu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi chỉ thấy khôi lỗi cương thiết vốn rơi xuống mặt đất sườn như vô sự xoay người đứng dậy lại lần nữa tấn công về phía nghệ phong không thua vừa nãy ba khôi lỗi cương thiết phối hợp vô cùng ăn ý ba hướng công kích vào nghệ phong ba khôi lỗi cương thiết bạo phát lực lượng kinh khủng nghệ phong không dám xem thường từng đạo năng lượng bay nhanh mạnh đánh thẳng về phía ba khôi lỗi cương thiết keng 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 nghệ phong giao thủ cùng ba khôi lỗi cương thiết vang lên tiếng sắt thép chạm vào nhau mỗi lần nghệ phong nện xuống trên thân thể mỗi khôi lỗi cương thiết đều lưu lại vết lõm thế nhưng vết lõm này không tạo chút thương tổn nào đối với khôi lỗi cương thiết nghệ phong liên tục nện xuống trên thân thể khôi lỗi thiết cường tràn đầy vết lõm thế nhưng cánh tay nghệ phong mơ hồ có chút tê dại cho dù ai đập sắt thép nhiều như vậy hơn nữa sắt thép không biết phải trái cũng không cảm thấy dễ chịu kháo nhìn ba khôi lỗi cương thiết liên tục công kích về phía chính mình Nghệ Phong tức giận mắng lớn. Tuy rằng thực lực ba khôi lỗi cương thiết không bằng hắn, thế nhưng hắn lại bị cầm chân tại nơi này. May là đấu khí trong cơ thể hắn khôi phục cực nhanh, nếu như quân cấp bình thường, e là đã bị ba khôi lỗi cương thiết này đánh chết. Nghệ Phong lúc này cảm thấy mệt mỏi, ba khôi lỗi cương thiết này. Không chỉ cứng, quan trọng hơn chính là, hắn tùy ý đánh như không. Giống như người máy đánh không chết, có thể khiến người mệt chết. Nghệ Phong biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sau khi xuất ba quyền đánh lui ba khôi lỗi cương thiết lại phía sau. Ánh mắt chằm chằm quan sát ba khôi lỗi cương thiết, một lúc lâu, ánh mắt nghệ phong dừng lại tại con mắt khôi lỗi cương thiết. Con mắt xanh thẳm hoàn toàn khác sắt thép, ta không tin, thực sự đánh không chết được ngươi. Nghệ phong thi triển thân pháp nghị ảnh tới tột cùng, một quyền đánh thẳng về phía con mắt của khôi lỗi cương thiết. Khôi lỗi cương thiết thấy nghệ phong muốn đánh vào mắt chính mình, trong lòng hoảng loạn lập tức vung cánh tay ngăn cản quyền này của nghệ phong. Nghệ Phong vừa vặn trông thấy tư thái hoảng loạn của khôi lỗi cương thiết, trong lòng Nghệ Phong vui vẻ. Có hy vọng, cứ như vậy, đợt công kích của Nghệ Phong càng lúc càng sắc bén, mỗi đợt công kích đều đánh thẳng vào con mắt khôi lỗi cương thiết. Dưới những đợt công kích của Nghệ Phong, trong nháy mắt ý chí chiến đấu của khôi lỗi cương thiết tan biến, hiện tại chỉ biết tránh né. ầm, um, suốt cuộc quyền của Nghệ Phong đánh thẳng vào mắt một khôi lỗi cương thiết, âm um một tiếng, khôi lỗi cương thiết này lập tức ngây dại đứng sững sờ tại chỗ, trong chốc lát không xuất thủ đánh về phía Nghệ Phong, Nghệ Phong kinh hỉ, lại tiếp tục xuất quyền đánh về phía con mắt nó. Ầm ầm ba tiếng, con mắt nguyên bản xanh thẳm bắt đầu rạn nứt. Rắc rắc, theo tiếng rắc rắc, khôi lối cương thiết cũng từ từ ngã xuống mặt đất. Đợt công kích nguyên bản bá đạo không còn tiếp tục phát sinh. Nghệ Phong trông thấy tràng cảnh như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Động tác trên tay càng mạnh mẽ, hướng về con mắt khôi lối cương thiết còn lại. Sau khi nhận ra nhược điểm của khôi lối cương thiết, tuy lực lượng của những khôi lỗi cương thiết này cường đại. Thế nhưng cũng không phải đối thủ của Nghệ Phong, trong khoảng thời gian ngắn đã bị Nghệ Phong đánh nổ mắt, ngã xuống mặt đất. Hơn nữa không còn chút lực uy hiếp, chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1413, băng linh năng lượng thể. Sau khi đụng phải khôi lỗi cương thiết, trên đường đi Nghệ Phong càng đụng tới nhiều khối lỗi cương thiết. Khôi lỗi cương thiết trong đó có mạnh có yếu, thậm chí thực lực một số khôi lối cương thiết tiếp cận quân cấp bậc thực lực này cho dù nghệ phong có thể đối phó cũng vô cùng phiền toái may mà nhận thấy nhược điểm của bọn chúng tuy nghệ phong khó khăn đối phó thế nhưng rốt cục không gặp phải nguy hiểm bang ngưng trông thấy khôi lối cương thiết này trong lòng vô cùng kinh sợ nếu nàng đơn độc tới đây cho dù đạt tới quân cấp e là cũng không thể thông qua thông đạo này sau khi nghệ phong lại lần nữa giải quyết hai khôi lối cương thiết quay về phía bang ngưng thở dài nói đáng tiếc những khôi lối cường thiết này không thể để chúng ta sử dụng bằng không bọn chúng giúp chúng ta rất nhiều nghe vậy băng ngưng lắc đầu nói trừ khi đạt được vị trí trung tâm nắm trong tay toàn bộ cấm địa chúng ta có thể tùy ý sử dụng toàn bộ tài nguyên trong cấm địa bằng không tuyệt đối không thể nghe câu nói này nghệ phong nhún vai trong lòng biết hy vọng quá xa vời đã đi bao xa nghệ phong hỏi băng ngưng dọc đường chiến đấu tới đây hắn cũng cảm thấy mệt mỏi quả thực lực lượng trong cơ thể hắn quá cường hãn nếu như quân cấp khác e là sớm đã kiệt sức băng ngưng nói đừng vội nôn nóng ra khỏi nơi này có thể tiến sâu vào cấm địa nghệ phong nhìn theo cánh tay của băng ngưng nhìn về phía thủy màng trong suốt quang mang mang lưu chuyển trên thủy màng trên mặt tản ra khí thức âm hàn khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít băng ngưng kéo nghệ phong tới bên cạnh thủy màng đột nhiên quay về phía nghệ phong nói sâu trong cấm địa cẩn thận một chút cho dù là quân cấp cũng rất dễ ngã xuống Bất quá, sâu trong cấm địa có rất nhiều điểm lợi lớn, không chừng có thể giúp ngươi tấn cấp. Băng ngưng đột nhiên nói câu này, khiến nghệ phong tươi cười. Đối với tấn cấp, hắn thực sự không quá hy vọng, hiện tại hắn muốn làm nhất chính là nhanh chóng tìm được hải lam thánh quả. Đây mới chính là mục đích hàng đầu, nghệ phong hy vọng, sâu trong cấm địa tồn tại hải lam thánh quả. Băng ngưng thoáng liếc nhìn nghệ phong, há mồm cắn ngón tay, máu chậm rãi chảy dung nhập trong thủy màng. Khi máu của băng ngưng dung nhập, cư nhiên thủy màng bị xé rách trong nháy mắt băng ngưng kéo tay nghệ phong quay về phía nghệ phong nói đi nghệ phong gật đầu cùng băng ngưng bước vào trong khi nghệ phong bước vào thủy màng hai người chợt thấy phiến đá san hô to lớn phiến đá san hô sặc sỡ đủ màu tích tụ không ít thực vật trong biển mới có thể lớn như vậy nghệ phong nhìn những thực vật này cảm thấy không hề thiếu thứ tốt nghệ phong kinh ngạc chính là sâu trong cấm địa năng lượng nồng hậu vô cùng tuy rằng nơi này kém xa thánh thành thế nhưng mạnh hơn di chỉ của tứ đại học viện kia rất nhiều đáng tiếc băng ngưng và băng hồn trước đây không thể sử dụng nơi này băng không thực lực của bọn họ không chỉ đạt được một chút thành tựu như vậy nghệ phong cảm thán nói đi thôi nếu như thực sự tồn tại hải lam thánh quả rất có thể ở sâu bên trong băng ngưng nói nghệ phong nhẹ nhàng gật đầu bất quá ánh mắt hắn rất nhanh bị loài sinh vật trước mắt thu hút băng ngưng thấy nghệ phong nhìn chằm chằm về một hướng nàng quay đầu xem qua lập tức khuôn mặt dạng dỡ đây chính là băng linh năng lượng thể là bảo vật lớn nhất sâu trong cấm địa thấy nghệ phong không hiểu băng ngưng giải thích nói loại năng lượng này chính là hội tụ năng lượng thuộc tính băng tinh khiết nhất mà thành chém giết nó có thể đạt được năng lượng thuộc tính băng tinh khiết nhất loại năng lượng này có thể trực tiếp hấp thụ để cao tốc độ tu luyện tới cực đại nói xong băng ngưng không nói thêm gì nữa thân ảnh chợt lóe hướng về phía năng lượng thể trong suốt kia bắt lấy thực lực năng lượng thể này mới đạt tới vương cấp bị băng ngưng bắt lấy, trong nháy mắt nứt toác. Năng lượng thể trong đó, băng ngưng nắm thành khối khối đông kết lại. Băng ngưng đưa khối năng lượng thể đông kết tặng Nghệ Phong, quay về phía Nghệ Phong nói. Người dùng năng lượng vệ châu thôn vệ thử xem, Nghệ Phong gật đầu, bắt đầu vận dụng năng lượng vệ châu thôn vệ. Trong chốc lát, dịch thể trong nháy mắt được Nghệ Phong thôn vệ vào cơ thể. Nghệ Phong cảm giác đấu khí trong cơ thể chính mình đề thăng một chút. Tuy rằng loại này đề thăng không đáng kể, thực sự là thứ tốt, Tuy đấu khí trong cơ thể nghệ phong để thăng một chút, thế nhưng không kiềm chế được tán thán nói: "Cư nhiên loại năng lượng thể này có thể trực tiếp thôn phệ, hơn nữa độ tinh khiết của năng lượng thể này giống như linh khí thiên địa. Thực lực của ngươi quá mạnh, năng lượng thể này đối với ngươi tác dụng không nhiều, bất quá, nơi này cũng không thiếu năng lượng thể đạt tới thực lực quân cấp. Loại năng lượng thể này rất lợi đối với ngươi, trước kia tổ tiên nghĩ tới hậu nhân, cho nên mời Đông Đảo Thánh cấp mới tạo thành năng lượng thể sâu trong cấm địa như vậy." toàn bộ chính là vì đệ tử đời sau. Băng ngưng nói, nghệ phong gật đầu, trong lòng có phần bội phục tổ tiên băng ngưng. Bọn họ thực suy nghĩ quá xa, độ tinh khiết của loài năng lượng thể này rất cao, còn cao hơn linh khí thiên địa một bậc. Ta sử dụng vệ châu thôn vệ, cư nhiên không thể tinh lọc tinh thuần hơn bao nhiêu. Nghệ phong nói, tổ tiên suy nghĩ căn cơ giúp hậu bối, cho nên mỗi năng lượng thể hình. Thành, đều là linh khí thiên địa nén lại tạo thành. Hấp thụ loại năng lượng thể này, so với hấp thụ linh khí thiên địa còn hiệu quả hơn rất nhiều. Trước kia Đông Hải cung thoát khỏi thế lực nhỏ, hơn nữa bài danh dần tiến lên, duyên cớ chính là sâu trong cấm địa. Bất quá, từ khi tổ tiên thánh cấp ngã xuống, cấm địa biến dị, Đông Hải cung mới dần dần rất xuống. Băng ngưng giải thích nói, băng ngưng nhắc lại chút hồi ức, lập tức lắc đầu, tìm cách gạt bỏ suy nghĩ khỏi đầu chính mình. Sau đó quay về phía nghệ phong cười nói, may người sở hữu phệ châu, băng không không thể thôn vệ năng lượng thể ở đây chỉ có người tu luyện công pháp thuộc tính băng mới có thể hấp thụ năng lượng thể ở đây. Nghệ Phong khẽ cười cười, cũng không giải thích, cho dù không sở hưu phệ châu, chỉ cần dựa vào lăng thần quyết, hấp thụ năng lượng thể cũng không phải vấn đề lớn. Lăng thần quyết đối với năng lượng không chút kiêng nể, cho dù là tử khí, lúc này cũng có thể bị lăng thần quyết thôn phệ. Trước kia lăng thần quyết không thể hấp thụ, bởi vì thực lực bản thân nghệ phong quá thấp. Tử khí lại quá mức kinh khủng, không phải nghệ phong có thể khống chế. Thế nhưng, sau khi nghệ phong đạt tới quân cấp, tử khí cũng có thể bị lăng thần quyết hấp thụ. Đây chính là khí phách của lăng thần quyết, nghệ phong và băng ngưng sâu bên trong cấm địa tìm kiếm hải lam thánh quả, có thể vì nhiều năm không ai tiến nhập nơi này. Năng lượng thể trong đó rất nhiều, bất quá phần lớn đều đạt tới vương cấp, tôn cấp. Tôn cấp đối với nghệ phong còn chút hiệu quả thấy rõ, thế nhưng vương cấp không tác dụng nhiều. Đơn giản, nghệ phong đạt được năng lượng thể, đều quảng cho băng ngưng. Sau khi băng ngưng thôn vệ từng đạo năng lượng thể xung quanh, thực lực của nàng nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh đạt tới lục giai đình. Phong, chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1414, Nhị Giai, Nghệ Phong, phía trước là chỗ sâu nhất trong cấm địa. Người cẩn thận một điểm, năng lượng thể trong đó phần lớn đều đạt trên tôn cấp. Băng ngưng quay về phía Nghệ Phong nói, thời gian trước cấm địa chưa từng đóng, đa phần người Đông Hải cung quanh co bên ngoài. Cho dù các trưởng lão, cũng không dám tùy tiện tiến vào sâu. Ưm, ừ, nghệ phong gật đầu, trong lòng có phần hưng phấn, hắn đã nhận ra băng ngưng trực tiếp biến đổi. không chỉ thực lực của băng ngưng được đề thăng, hơn nữa căn cơ cũng được đề thăng. đúng lúc hắn tiến vào chém giết một số năng lượng thể có thể đột phá, quả thực hắn dừng tại nhất giai đỉnh phong thật lâu. nghệ phong nhìn năng lượng thể tôn cấp đỉnh phong trước mặt, trong lòng có chút thận trọng. vừa bước vào đã trông thấy năng lượng thể tôn cấp đỉnh phong, sâu trong cấm địa này thực sự chính là đầm rồng hang hổ thân ảnh nghệ phong chợt lóe lên, xuất thủ tấn công về phía năng lượng thể này. Tuy rằng khí thức của năng lượng thể có thể đạt tới tôn cấp đỉnh phong, thế nhưng dù sao thực lực cũng không bằng loài người. Nghệ phong so sánh một chút, đại khái bộ dáng không khác biệt loài người bát dai. Dưới quyền của nghệ phong, năng lượng thể này trong nháy mắt bị đánh tan. Từ trong đó lấy ra năng lượng hầu như thành thể rắn. Năng lượng thể tôn cấp đỉnh phong, đối với người hẳn là rất có ích. Người thôn phệ thử xem, băng ngưng nói, nghệ phong gật đầu, năng lượng vệ châu bao quanh năng lượng thể tôn cấp đỉnh phong. Nghệ phong toàn lực thúc đẩy năng lượng vệ châu, rất nhanh năng lượng thể bị thôn phệ hoàn toàn. Nghệ phong khẽ dò xét một chút thực lực trong cơ thể chính mình, phát hiện thực lực chính mình quả nhiên đề thăng không ít. Đi, nghệ phong kéo băng ngưng, nghĩ thầm, năng lượng thể tôn cấp đỉnh phong tốt như vậy, nếu như thôn vệ vài quân cấp, tất nhiên có thể giúp hắn đột phá tới nhị giai. Khi nghệ phong và băng ngưng tàn sát những năng lượng thể này, vỏ giả bị ảo ảnh nghệ phong tạo lên cản trở hồi lâu, rốt cục cũng xuất hiện sâu trong cấm địa. Những trưởng lão này đi vào sâu, nhịn không được tức giận mắng chửi ảo cảnh không ngừng. Trưởng lão Đông Hải Cung càng trao mày, lần này không chỉ người Tây Hải Cung tiến nhập sâu, quan trọng là, từ ảo cảnh này bọn họ nhận ra, người tiến vào trong tuyệt đối không phải băng ngưng. Cho dù thực lực băng ngưng đạt tới quân cấp, nàng cũng không thể thi triển ảo cảnh như vậy. Rốt cục ai đã mở cửa cung, đồng thời tiến sâu bên trong. Người ngoài, tại sao có thể tiến sâu bên trong? trong lòng trưởng lão đông hải cung vô cùng lo lắng đặc biệt nhìn trưởng lão tây hải cung tiến vào đây quả thực loạn trong giặc ngoài người đông hải cung dường như muốn giết tất cả người tây hải cung thế nhưng cũng biết rất khó thực hiện thực lực những người này không thấp hơn nữa phân tán khắp nơi tuy rằng đông hải cung mạnh hơn một bậc thế nhưng không thể làm gì được quên đi trước hết cần tìm ra người tiến nhập cấm địa tuyệt đối không thể để hắn đứng trong cấm địa trong mắt trưởng lão đông hải cung lóe ra hàn quang thân ảnh bay nhanh về phía xa xa các trưởng lão Tây Hải cung nhìn xung quanh, cả đám vô cùng hưng phấn, quay mặt nhìn nhau nói. Liệp sát năng lượng thể, càng nhiều càng tốt. Đúng vậy, mọi người không người hành lễ, thân ảnh chấp động bay về phía xa xa. Sâu trong cấm đại vẫn bị người Đông Hải cung nắm giữ, bọn họ đã quên nhiều năm nay không thể vượt qua, nếu như lần này vào được, sẽ hưởng thụ đủ. Đám người nghệ phong và băng ngưng không ngừng liệp sát năng lượng thể. Càng tiến sâu, thực lực năng lượng thể cũng từ từ tăng lên phần lớn đụng tới năng lượng thể đạt tới thực lực trên tôn cấp. Nghệ Phong cũng gặp không ít năng lượng thể quân cấp, liên tiếp chém giết 4 năng lượng thể quân cấp. Băng ngưng nhìn phía xa xa, Nghệ Phong đang giao chiến càng năng lượng thể. Trong lòng chậm rãi nói, đây chính là năng lượng thể quân cấp thứ năm, tại sao hắn không đột phá, băng ngưng không thể lý giải, Nghệ Phong sớm đạt tới nhất giai đỉnh phong. Hấp thụ 4 năng lượng thể quân cấp, đồng thời còn rất nhiều năng lượng thể tôn cấp. Thế nhưng hắn vẫn không đột phá, điều này khiến băng ngưng phải cảm thán nghệ phong cần lượng năng lượng quá mức nồng hậu mới có thể đột phá. Phá, trong tiếng giống, nghệ phong nắm chặt năng lượng thể trong tay, sau khi năng lượng thể nổ tung. Nghệ phong nắm lấy năng lượng thể thể rắn, hắn nhìn viên năng lượng thể này, khóe miệng nhếch lên tươi cười. Đây đã là năng lượng thể quân cấp thứ 5, có thể thử đột phá. Nghĩ vậy, nghệ phong ngồi xếp bằng xuống đất, đặt năng lượng thể trong lòng bàn tay. Thi triển từng đạo năng lượng phệ châu bao quanh năng lượng thể. Nhất thời, Tản ra cổ năng lượng băng hàn dung nhập trong năng lượng Phệ Châu, tiếp đến bị thu hồi vào cơ thể Nghệ Phong. Sau khi năng lượng thể dung nhập trong cơ thể Nghệ Phong, nhiệt độ xung quanh cũng từ từ giảm xuống. Băng Ngưng đứng phía xa xa, nhìn Nghệ Phong ngồi xếp bằng, nắm tay nắm chặt. Nàng biết Nghệ Phong đang đột phá bình cảnh, khí tức năng lượng thể quân cấp dũng mãnh tiến nhập cơ thể Nghệ Phong, bắt đầu chậm rãi bay lên. Còn hai viên năng lượng thể trong tay Nghệ Phong, không ngừng hóa thành năng lượng dung nhập trong cơ thể Nghệ Phong toàn thân nghệ phong đóng băng, băng ngưng thấy vậy không hề cảm thấy quái dị. Dù sao, năng lượng thể quân cấp thuộc tính băng, ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, tản mát một điểm đủ để bốn phía kết băng. Bị nghệ phong thôn phệ, viên năng lượng thể quân cấp kia không ngừng thu nhỏ lại. Khí tức trong cơ thể nghệ phong chậm rãi đề cao, ấn kết trong tay nghệ phong cũng từ từ kết khởi. Khi nghệ phong kết khởi, năng lượng bốn phía bắt đầu dung nhập vào cơ thể nghệ phong. Trông thấy tràng cảnh này, băng ngưng nao nao thật không ngờ viên năng lượng thể quân cấp này còn chưa đủ để hăng, cư nhiên còn phải hấp thụ năng lượng bên ngoài bổ sung. Phá, khi năng lượng xung quanh dũng mãnh tiến nhập cơ thể nghệ phong, nghệ phong giống giận. Theo tiếng giống này, khí tức trong cơ thể nghệ, phong tăng mạnh, khiến năng lượng xung quanh càng bạo phát tiến vào cơ thể nghệ phong. Sau khi đạo thủ ấn cuối cùng trong tay nghệ phong kết khởi, nghệ phong liền xoay người, năng lượng xung quanh tùy ý tiến nhập cơ thể. Khóe miệng khẽ nhếch lên tươi cười. Không tới 3 tháng từ khi đi vào quân cấp, lại lần nữa đề thăng một giai, tốc độ này đủ để hắn tự ngạo. Quân cấp bình thường, cho dù trải qua vài năm không hẳn đã có thể đề thăng một giai. Nghệ Phong cảm giác đấu khí trong cơ thể chính mình thực sự dồi dào, không kiềm chế nổi vung hai cánh tay, trên hư không bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Tuy rằng chỉ một cấp, thế nhưng thực lực đã khác biệt cực đại. Ít nhất, nếu như hiện tại Nghệ Phong lại giao thủ cùng Lãnh Bân lần nữa, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Năng lượng thể này là thứ tốt nên lấy nhiều một chút. Đáng tiếc a hát, hiện tại đã tới nhị giai, đối với ta chỉ có năng thể quân cấp mới hữu dụng. Tôn cấp cũng không hiệu quả nhiều, nghệ phong nghĩ có chút đáng tiếc. Đi thôi, ảo cảnh của người e là không đỡ được những người kia, mau chóng tìm kiếm hải lam thánh quả mới được. Băng ngưng nhắc nhở, từ lời nghệ phong nói, nàng biết nữ nhân của hắn chỉ có thời gian 3 tháng, thời gian rất gấp. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1415, Hải Lam Thánh Quả. Trên đường đi, Nghệ Phong và băng ngưng chém giết không ít năng lượng thể. Sau khi băng ngưng thôn vệ những năng lượng thể này, thực lực đột phá tới thất giai, rất nhanh đạt tới tôn cấp thất giai đỉnh. Phong, càng đi vào sâu, càng đụng tới năng lượng thể mạnh. Mật độ năng lượng thể càng nhiều, điều này khiến Nghệ Phong và băng ngưng không thể thôn vệ toàn bộ năng lượng thể này. Gom lại sẽ khả quan hơn rất nhiều. Sâu bên trong, năng lượng thể nối tiếp nhau, nghệ phong cố gắng tránh né năng lượng thể cường đại dù sao mang theo băng ngưng nếu như bị những năng lượng thể chặn lại băng ngưng sẽ rất nguy hiểm đây chính là chỗ sâu nhất trong cấm địa sao nghệ phong tránh né hai năng lượng thể đạt tới ngũ dai hướng về phía băng ngưng hỏi băng ngưng gật đầu đã tới chỗ sâu nhất rất nhiều khả năng hải lam thánh quả mọc tại khu vực này nghệ phong quay về phía băng ngưng khẽ gật đầu lực cảm nhận cường đại quét tới xung quanh tuy rằng biết tồn tại lực cường đại như vậy sẽ gây kinh động thế nhưng hắn không thể chỉ dựa vào đôi mắt chính mình tìm kiếm không gian lớn như vậy dựa vào đôi mắt chính mình không biết phải tới năm nào tháng nào mới có thể tìm ra khi nghệ phong vận dụng lực cảm nhận cường đại rất nhiều năng lượng thể bị kinh động rất nhanh tấn công nghệ phong nghệ phong ôm chặt băng ngưng phía sau xuất hiện hai cánh đấu khí trong lúc đó đập mạnh tránh né năng lượng thể vây công lực cảm nhận của nghệ phong rất nhanh lại di chuyển điên cuồng càn quét bốn phía tìm kiếm xung quanh tồn tại hải lam thánh quả hay không Lực nhận biết của Nghệ Phong càng lúc càng kích động nhiều năng lượng thể. Phía sau Nghệ Phong, nhất thời hình thành tràng cảnh kinh khủng. Đám năng lượng thể khổng lồ truy đuổi Nghệ Phong, giống như tướng quân dẫn theo vô số binh sĩ, tầng tầng lớp lớp vô cùng rực rỡ. Đương nhiên, Nghệ Phong sở hữu thân pháp mỹ ảnh, cũng không sợ chúng nó truy đuổi. Bất quá, băng ngưng trong lòng Nghệ Phong nhìn năng lượng thể càng lúc càng nhiều. Trong đó tồn tại đủ loại cường đại, khiến băng ngưng hít sâu ngụm lương khí. Nghệ Phong không thể tiếp tục như vậy, nếu như bị đối phương vây quanh vậy rất phiền phức băng ngưng lo lắng nói không sao không có năng lượng thể trên quân cấp ngũ giai bọn chúng nhiều nữa cũng vô dụng nghệ phong vô cùng tự tin nói băng ngưng nghe nghệ phong nói vậy nàng khẽ nhíu nhíu mày thực sự vẫn muốn nói thêm gì nữa bất quá trong lòng nghệ phong nàng có thể nghe thấy hai cánh đấu khí trên cơ thể hắn bám theo tiếng sấm sét trên đường nghệ phong sử dụng lực cảm nhận tìm kiếm xung quanh tuy rằng tìm được không ít dược vật kinh ngạc thế nhưng vẫn chưa phát hiện hải lam thánh quả hắn muốn tìm. Điều này khiến nghệ phong trao mày lại, nghệ phong thoáng liếc nhìn năng lượng thể phía sau càng lúc càng nhiều. Trong đó đã xuất hiện năng lượng thể tam giai và ngũ giai. Dưới tình huống như vậy, nghệ phong cũng không dám kinh động, nếu như bị thực lực như vậy vây khốn, muốn chạy thực sự cũng không thể. Nghệ phong bất đắc dĩ thu hồi lực cảm nhận, thở dài quay về phía băng ngưng nói. Trước hết cần phải dẫn theo nàng tách khỏi những năng lượng thể này truy sát. Nói xong, thân ảnh nghệ phong chợt lóe hóa thành hồng quang mạnh mẽ tạo khoảng cách với đám năng lượng thể vừa mới truy sát sau khi tạo khoảng cách nghệ phong không ngừng thi triển thuấn di trong khoảng thời gian ngắn thân ảnh chợt biến khỏi tầm nhìn của đám năng lượng thể không thấy hình bóng nghệ phong đám năng lượng thể này lộ ra vẻ nghi hoặc sau cùng đều tự giải tán xem ra hải lam thánh quả nằm tại trung tâm nghệ phong thở dài hắn vừa mới tìm kiếm trong khoảng rộng thế nhưng không thể phát hiện tung tích hải lam thánh quá rất có thể không tồn tại tại nơi này khi nghệ phong quay đầu nhìn về phía băng ngưng lại phát hiện băng ngưng sững sờ nhìn về phương hướng nào đó nàng quay về phía nghệ phong do tay chỉ nói nghệ phong ngươi xem kia là cái gì nghệ phong quay đầu xem qua chỉ thấy cuối ánh mắt băng ngưng có một tòa băng sơn nguy nga tráng lệ băng sơn trong suốt lộng lẫy chói mắt đi đi xem nghệ phong quay về phía băng ngưng nói hắn dẫn theo băng ngưng bay nhanh về phía băng sơn băng sơn cách nghệ phong khá xa khi nghệ phong chạy tới băng sơn mới phát hiện nó vô cùng to lớn băng sơn cao mấy nghìn trường giống như quái vật khổng lồ nghệ phong không tiếp cận băng sơn tựa như cảm giác được băng sơn tỏa ra khí thức hàn băng bất quá nghệ phong và băng ngưng không phải người thường tự nhiên không bị những khí thức hàn băng này quấy dày nghệ phong kéo băng ngưng nhẹ nhàng bay lên trên băng sơn nghệ phong bay lên cao nhiệt độ xung quanh cũng không ngừng giảm xuống sau cùng Nghệ Phong phải vận dụng năng lượng thuộc tính hỏa vững vàng bao quanh chính mình và băng ngưng. Nghệ Phong hạ xuống đỉnh băng sơn, liền bị tràng cảnh trước mắt hù. Dọa, tại đỉnh băng sơn, xuất hiện hồ rộng lớn, hồ quang nhàn nhạt, nhạt, trên mặt hồ tỏa ra lương khí nhẹ nhẹ. Rất khó lý giải, nhiệt độ lạnh như vậy, tại sao hồ này không kết băng? Bất quá, Nghệ Phong không lý giải nhiều điểm ấy, điều khiến hắn vô cùng mừng rỡ chính là. Tại giữa hồ có một thân cây tỏa lam quang lóng lánh, cành lá xung quanh đều phát lam quang dày đặc nồng đậm chói mắt. Hải lam thánh quả, băng nhưng nhìn quả giữa hồ phát ra làm quang, thấy nghệ phong vui mừng khôn xiết. Nghệ phong thở dài, quay về phía băng ngưng nói, thực sự chính là hải lam thánh quả, không ngờ, cư nhiên thứ này sinh trưởng trên băng sơn. Băng ngưng nhìn hồ lớn, không ít cây xanh sinh trưởng trong đó. Mà ít ỏi mấy cây đã xuất hiện hải lam thánh quả, chính tại mấy cây vị trí trung tâm. Băng ngưng nhìn một chút, có khoảng 4 năm hải lam thánh quả nhiều năm nay không ai tiến sâu vào cấm địa hải lam thánh quả phát triển lại chỉ có bốn năm quả có thể thấy hải lam thánh quả vô cùng chân quý nghệ phong mau lấy nó e là người hai cung đã tiến nhập không lâu sau ắt sẽ tìm tới nơi này băng ngưng nhắc nhở nói nghệ phong gật đầu buông băng ngưng bay nhanh tới trung tâm hồ khi nghệ phong vừa mới bay được hơn nửa quãng đường nước trong hồ bỗng nhiên hóa thành đạo thủy kiếm hung hăng hướng tới hư không đâm nghệ phong thủy kiếm vô cùng sắc bén ngăn cản nghệ phong thân ảnh nghệ phong mạnh mẽ dừng lại ánh mắt đầy cảnh giác chằm chằm nhìn xuống mặt hồ băng ngưng thấy tràng cảnh như vậy trong lòng rất lo lắng hiển nhiên hải lam thánh quả tồn tại linh vật thủ hộ dựa theo thủy kiếm vừa nãy xem ra thực lực của linh vật này nhất định không kém nghệ phong nhìn mặt hồ lại trở nên tĩnh lặng thân thể căng thẳng không dám thả lòng hắn mơ hồ cảm giác tồn tại của khí thức tập trung tại thân thể hắn hắn khẽ di chuyển sẽ bị công kích chi mạng nghệ phong đợi hồi lâu mặt hồ vẫn yên tĩnh như trước. Thế nhưng, khi tức tập trung tại cơ thể như có như không, khiến nghệ phong không kiềm chết nổi tức giận mắng. Chết tiệt, rốt cuộc là vật gì? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1416, cự xa. Đợi lúc lâu, nghệ phong không thấy đối phương chủ động công kích, nhìn hải lam thánh quả gần ngay trước mắt. Nghệ phong không kiềm chế nổi, thân ảnh nhanh chóng bay về phía xa xa khi hắn vụt bay nước hồ ngập trời công kích tiến về phía nghệ phong giống như màn trời lại lần nữa ngăn cản nghệ phong tiến về phía trước người chống đỡ được sao nghệ phong nhìn màn trời cuốn sạch tất cả giống giận đấu khí trong cơ thể bạo phát thúc giục long kiếm cấu thành đạo kiếm ảnh khổng lồ bay nhanh về phía màn nước phá nghệ phong giống lớn trong nháy mắt màn nước vỡ tan đồng thời nghệ phong tăng tốc bay nhanh về phía hải lam thánh quả thế nhưng khi thân ảnh nghệ phong cách hải lam thánh quả không xa Sắc mặt Nghệ Phong đột biến. Thân ảnh mạnh mẽ dừng lại, tiếp đến thân thể lui lại phía sau, từng đạo tàn ảnh xuất hiện trên hư không. Khi Nghệ Phong thoái lui, tiếng gầm rú mạnh mẽ vang lên. Trên mặt hồ hình thành dòng xoáy lớn, từ trung tâm dòng xoáy quái vật lớn ló đầu ra. Ngao, tiếng gầm rú khiến hư không khẽ chấn động, thân ảnh quái vật lớn trong dòng xoáy càng lúc càng lớn, khoảng thời gian ngắn, cự xà to lớn trên trăm trượng xoay quanh mặt hồ. Trước cự xà to lớn, Nghệ Phong trông giống như con kiến nhỏ nghệ phong hít thật sâu nhìn cự xà uốn khúc cự xà toát lên vẻ dữ tợn hung ác thân ảnh nghệ phong lại một lần nữa thoái lui vài trăm thước đôi mắt cự xà phồng lên chằm chằm nhìn nghệ phong miệng xà mở rộng giận dữ hét nhân loại cút nghe cự xà phun lời như vậy sắc mặt nghệ phong càng trở nên khó coi ma thú có thể nói tiếng người không chỗ nào không cường hãi tới cực điểm ma thú này nghệ phong cảm giác không hề thua kém long hùng kháo tại sao ma thú thủ hộ hải lam thánh quả cường hãn như vậy Nghệ Phong hít thật sâu, không kiềm chế nổi tức giận mắng. Thế nhưng trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, bất đắc dĩ cũng đành chịu, Nghệ Phong còn phải nghĩ cách lấy hải lam thánh quả. Cử xà các hạ, chúng ta giao dịch được chứ? Nghệ Phong không muốn giao phong cùng đại gia hỏa như vậy, Nghệ Phong cảnh giác đứng trên hư không, quay về phía cử xà hô lớn. Cử xà nghe Nghệ Phong nói vậy, tiếng gầm rú đột nhiên dừng lại, cặp mặt lớn kia chăm chú nhìn Nghệ Phong, phun lưỡi suy nghĩ hồi lâu. Lúc này cử xà mở miệng giống như sấm nổ bên tai. Sao dịch thế nào? Nghe câu này, nghệ phong trầm ngưng, lấy ra mấy viên đan dược thất dai, vứt trên hư không nói. Các xa các hạ, biểu hiện thành ý của ta, mấy viên đan dược thất dai này ta tặng các hạ. Cự xà mạnh mẽ đón lấy, mấy viên đan dược thất dai kia trong nháy mắt trên miệng xà. Cự xà dùng lưới cẩn thận tra xét những viên đan dược này, một lúc lâu cuốn toàn bộ đan dược này vào miệng. Cự xà nuốt hết mấy viên đan dược thất dai này, nhãn thần nhìn nghệ phong mới giảm bớt vài phần cảnh giác. Nghệ Phong thấy mấy viên đan dược thất giai biến mất, hắn cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, trong lòng cảm thán trí lực của cự xà này, trước tiên tra xét một hồi mới nuốt chừng. Thực lực cự xà đạt được trình tự như vậy, nếu như đan dược có chút khác thường nhất định có thể dò xét. Cự xà các hạ, không biết ta muốn lấy một hải lam thánh quả, cần dùng vật giá trị như thế nào mới có thể đổi. Nghệ Phong quay về phía cự xà hỏi, trong mắt cự xà tỏa ra hàn quang, lại lần nữa toát lên vẻ dữ tợn. Nhân loại, hải lam thánh quả là thánh vật, Ta sẽ không trao đổi với ngươi. Cử xà Các hạ nói sai rồi, vật gì cũng đều có giá trị riêng, cử xà Các hạ cứ nói, Các hạ cần vật gì, ta nhất định tìm đến tặng Các hạ. Cử xà nghe vậy, bỗng nhiên trầm mặc, hồi lâu quay về phía Nghệ Phong nói: Nếu như ngươi thực sự có thể tìm máu chân long, ta có thể tặng ngươi. Hải Lam Thánh quả, câu nói này, suýt chút nữa khiến Nghệ Phong phun máu. Máu chân long, thời xa xưa cũng chỉ thuật lại mà thôi cho dù đồn đại yêu hồn long xà sở hữu thần long huyết mạch bất quá mang theo huyết mạch rồng mà thôi không tồn tại máu chân long tinh khiết thứ này căn bản không thể tồn tại trên thế gian nếu như hắn muốn máu chứa huyết mạch chân long nghệ phong thực sự có thể tìm kiếm dù sao yêu hồn long xà vẫn ngủ say trong người hắn thế nhưng máu chân long tinh khiết cho thấy cự xà này không chút thành ý nghệ phong cố nén giận quay về phía cự xà nói cự xà các hạ loại này chỉ có trong truyền thuyết các hạ có thể thay đổi điều kiện hay không? Được, chỉ cần người giúp ta hóa thành hình người, toàn bộ hải lam thánh quả đều tặng ngươi. Cự xà phun lưới quay về phía nghệ phong nói, hắn muốn máu chân long, bất quá chính là vì muốn hóa thành hình người. Tuy rằng trong cơ thể cự xà chứa đựng cổ huyết mạch giao long, nhưng cực kỳ loáng, muốn hóa thành hình người, trừ phi huyết mạch giao long trong cơ thể hắn nồng hậu hơn, hoặc là thực lực lại tiếp tục đề cao một lần nữa. Thế nhưng, thực lực hiện tại của cự xà đã đạt tới đỉnh phong muốn tiếp tục đề thăng, quả thực chính là vọng tưởng. Như vậy, trừ phi hóa thành hình người, dựa theo công pháp tu luyện, lúc này mới có thể tiếp tục đề thăng. Nghe câu nói này, nghệ phong khẽ nhíu nhíu mày. Trên thực tế, thực sự có loại đan dược có thể giúp thực lực mà thú cường đại hóa thành hình người. Thế nhưng, loại đan dược này cần dược liệu vô cùng chân quý, không thua kém hải lam thánh quả. Muốn tìm dược liệu này, đồng thời luyện chế thành đan dược, có lẽ càng khó hơn nhiều so với lấy hải lam thánh quả, cự xa các hạ ép người quá đáng nghệ phong cự tuyệt nói suy nếu như ngươi không đáp ứng được hãy cút đi cự xa quay về phía nghệ phong giống giận hừ đã như vậy bản đế sẽ giết chết ngươi nghệ phong giống giận lấy long kiếm gắt gao đối chói cùng đối phương toàn thân vô cùng cẩn thận quả thực thực lực của cự xa này quá mức cường hãn chắc chắn còn mạnh hơn quân cấp ngũ giai nghệ phong từ linh giới lấy ra lọ dược dịch tưới lên kiếm quay về phía cự xa cười lớn cự xa các hạ bản đế tặng ngươi đan dược không thể để ngươi dễ dàng ăn như vậy câu nói này khiến cự xà lập tức tra xét thân thể nhưng không hề phát hiện điểm gì khác lạ điều này khiến cự xà rít gào không dứt nhân loại ngươi gà ta phải nghệ phong mỉm cười đấu khí trong cơ thể truyền tới thân kiếm thân ảnh chấp động một kiếm đâm thẳng về phía cự xà ngao thấy nghệ phong chủ động công kích cự xà giống giận đuôi khổng lồ quét về phía nghệ phong bịch đuôi cự xà đạp vào long kiếm của nghệ phong nhất thời nghệ phong bay ngược lại phía sau. Lực lượng kinh khủng khiến nghệ phong cuồn cuộn huyết khí, trên hư không bay đi khoảng cách khá xa, cánh tay nghệ phong cầm long kiếm khẽ run lên, trong lòng càng thêm cố kỵ đối với cự sàn này. Nghệ phong không ngờ, kiếm này không thể cắt đứt ra thịt đối phương. Đuôi rất cứng, chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1417, Gian Trá, cự xà đùa bỡn chăm chú nhìn Nghệ Phong, trong mắt cự xà nghệ phong chỉ là món ăn ngon mà thôi. Loại nhãn thần này khiến Nghệ Phong vô cùng căm giận, từ khí trong cơ thể Nghệ Phong cuồn cuộn lưu chuyển tới Long kiếm, năng lượng Phệ Châu cũng hội tụ trong đó. Mạnh mẽ ngưng tụ tạo thành Tinh Bạo Thương Khung, Nghệ Phong không bảo lưu chút thực lực, xuất thủ chính là chiêu thức cường hãn nhất. Hắn biết, trước mặt cự xà này còn bảo lưu thực lực, nhất định chính mình tự tìm tới cái chết. Tinh Bạo Thương Khung, Nghệ Phong nổi giận gầm lớn, Tinh Bạo Thương Khung hội tụ cả đế lực tử khí năng lượng phệ châu nhất thời khiến lực lượng của nghệ phong điên cuồng đề thăng kiếm này tới đâu xuất hiện từng đạo vết nước đen kỳ tới đó tiếng xé gió vang vẳng không dứt cự xà nhìn không trung bị bóp méo trong mắt xà hiện lên tia kinh ngạc trên đuôi xà to lớn bắt đầu hội tụ năng lượng khổng lồ cự xà giống như cột chống trời hung hăng quét về phía nghệ phong nơi đuôi cự xà đi qua khối không gian liền sụp đổ tới đó trong mắt nghệ phong đuôi xà càng lúc càng lớn lên khiến con mắt nghệ phong mạnh mẽ co lại. Nghệ phong hiểu thực lực của chính mình, kém xa đối phương, thuấn di, nghệ phong thấy đuôi xà to lớn nện tới thân thể hắn, thân ảnh hắn nhanh chóng chợt lẽ, liên tục thi triển thuấn di tránh né đuôi cự xà. Nghệ phong vùng kiếm đâm tới về phía bụng trắng cự xà. Bản đế không tin, bụng ngươi giống như kiếm ảnh, tinh bạo thương khung, phá, trong tiếng giống giận. Nghệ Phong vùng kiếm đâm tới bụng trắng cự xà, dưới kiếm này, từng đạo máu đỏ tươi từ bụng dưới cự xà tuôn chảy. Ngao! Cử xà giống giận, đạo năng lượng khổng lồ trong cơ thể nó tuôn ra, hung hăng đập mạnh về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, lại vội vàng thi triển thân pháp tránh né. Nghệ Phong chạy cách xa cử xà, nhìn bụng dưới cử xà trước mắt bị hắn khắc lên vết tích, khóe miệng nhếch lên tươi cười. Tuy rằng đối với thân thể cử xà to lớn, vết thương này không chút vướng bận. Thế nhưng, Nghệ Phong cho cử xà mấy viên đan dược kia, nó cũng không thể ăn ngon. Mấy viên đan dược thất giai thực sự chính là thuốc bổ. Dụ hoặc ma thú tới cực điểm cũng tốt tới cực đại thế nhưng đây là dưới tình huống bình thường vừa nay, trên lòng kiếm của nghệ phong có chút dược vật vài dược liệu này hòa lẫn đan dược thất sai vừa nãy có thể tạo thành kịch độc nếu như không chúng kiếm này thực sự rất bổ thế nhưng chúng kiếm này nó trở thành độc dược kịch độc tuy độc thuật của nghệ phong không tốt lắm nhưng trình độ pha chế độc dược lại không tồi chút nào cự xa các hạ có phải hiện tại ngươi cảm thấy khác lạ hay không nghệ phong nhìn cự sa mỉm cười nói cử xa dò xét thân thể, tuy không cảm thấy rõ ràng. Thế nhưng, quả thực không được ổn, với thực lực của nó, tự nhiên điều tra ra độc tính trong. Cơ thể chính mình không nhẹ, nhân loại gian trá, đối với quái vật lớn, Nghệ Phong vui vẻ tiếp nhận biệt danh này. Nghệ Phong thi triển không tin chính mình chắc chắn thắng lợi. Có thể thi triển độc dược chính là cách hay nhất, dù không ngã thì cũng có thể suy giảm phần lớn thực lực của nó. Cử xa các hạ, bây giờ người có hai con đường. Con đường thứ nhất chính là trốn xuống đáy hồ ép độc, với thực lực của ngươi, ép độc cũng không vướng bận. Còn con đường kia chính là tiếp chiến đấu cùng bản đế, độc tố phát tác thì chết. Nghệ Phong nhìn cự xà nói, cự xà phun lưỡi, chăm chăm nhìn Nghệ Phong, đương nhiên nó không xuống dưới ép độc. Nó không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn rời khỏi, nhân loại này lập tức lấy mất hải lam thánh quả. Nhân loại, điểm ấy độc tố của ngươi làm gì được ta? Cự xà gào thét, tuy rằng độc tố này ảnh hưởng tới thực lực của nó, thế nhưng chỉ cần giết chết người trước mắt, tự nhiên có thể tùy ý ép độc tố. Người đã muốn chết, vậy đừng trách bản đế, nghệ phong hừ lạnh, lại một lần nữa vung kiếm đâm về phía cự xa. Tinh bạo thương khung bạo phát, long kiếm trên hư không ngưng tụ lại thành lợi kiếm to lớn hơn 10 trường. Ngao, cự xa giống lớn một tiếng liền phun một ngụm dịch thể hôi tanh về phía nghệ phong thuấn di nghệ phong không dám tùy tiện đụng tới độc tố của cự xa vội vàng thi triển thuấn di đồng thời vỗ hai cánh đấu khí tránh né độc tố đối phương công kích, thế nhưng, Nghệ Phong vừa mới tránh thoát, đuôi xà to lớn phía sau liền quét ngang về phía hắn. Xí diễm chảm, Nghệ Phong giống giận, xí diễm chảm hóa thành hỏa diễm thật lớn chém về phía đối phương. Đập chúng đuôi xà to lớn kia, bịch, thân ảnh Nghệ Phong nhất thời bay ngược lại phía sau, xí diễm chảm khổng lồ chặt rời đuôi đối phương, đồng thời, trên hư không xuất hiện máu thịt hôi tanh. Cự xà đau nhức không thôi, Nghệ Phong lau máu trên khóe miệng, thân thể căng thẳng tới tột cùng, Sức chiến đấu của cự xà này hiển nhiên nằm ngoài dự tính của hắn. Hồn hóa chiến thần, xí diễm trảm, Nghệ Phong không để cự xà cơ hội hít thở, sau khi lực đạo trên cơ thể được đẩy đi, lại lần nữa công kích về phía cự xà. Nghệ Phong hiểu rất rõ, cự xà vận dụng lực lượng càng mạnh, độc tố lan tràn càng nhanh. Thực lực của đối phương sẽ suy yếu càng nhanh, chỉ cần lực lượng của nó suy yếu, Nghệ Phong có thể chém chết nó. Suy, cự xà phun ngụm nọc độc, đạo năng lượng trực tiếp nghênh tiếp nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong cùng lúc đó đuôi nó trực tiếp quét về phía nghệ phong có xu thế đập chết nghệ phong nghệ phong cười nhạt không ngớt thúc đẩy lực lượng trong cơ thể tới tột cùng năng lượng vệ châu và tử khí điên cuồng dung nhập vào hỏa diễm mạnh mẽ đánh tới đuôi xà bịch lại lần nữa trực diện giao phong nghệ phong bị chấn động huyết khí trong cơ thể không ngừng cuộn khởi khóe miệng ứa máu giống vậy cự xà văng ra vô số máu thịt tanh tưởi nhân loại đáng chết cự xà lại lần nữa chịu đau đớn khiến nó vô cùng phẫn nộ Thế nhưng, khi nó để thăng thực lực, lại cảm giảm thân thể suy yếu. Cảm giác này, khiến trong lòng cự xà giật mình, nó biết đây chính là tác dụng của độc tố lan tràn trong cơ thể. Cự xà hồi hận cũng đã muộn, nếu như không nuốt mấy viên đan dược kia, độc tố không thể tiến vào cơ thể nhanh như vậy. Hơn nữa độc tố khuếch tán trong cơ thể, muốn loại bỏ cũng không đơn giản. Ngao, lực lượng cự xà không ngừng tuôn ra, sau đó hung hăng đập mạnh về phía nghệ phong, càn quét không gian xung quanh sụp đổ không còn một mảnh. Nghệ Phong nhìn thấy tràng cảnh như vậy, khóe miệng nhếch lên tiêu ý. Hắn tự nhiên nhận ra, cửa xà này đã nóng vội, nguyên nhân hiển nhiên chính là độc tố. Dược hiệu đan dược thất giai trong cơ thể nó bạo phát, tự nhiên độc tố trong cơ thể nó sẽ bạo phát. Cách này tốt hơn hạ độc bên ngoài trăm nghìn lần. Ngày hôm nay bản đế lấy ma tinh của ngươi, Nghệ Phong cười lớn, công kích trên tay càng thêm sắc bén. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1418 tới tay, thực lực chân chính của cửa xà hiển nhiên cao hơn Nghệ Phong không ít, nếu như chân chính chiến đấu, thắng ít bại nhiều. Thế nhưng, hiện tại cửa xà đã trúng độc, Nghệ Phong căn bản không chịu giao đấu trực diện với đối phương, dựa vào thân pháp mị ảnh, không ngừng vây công xung quanh, lấy nhiếp hồn thuật và vũ khí phối hợp, khiến cửa xà chật vật. Không thôi, Nghệ Phong công kích, căn bản cự xà này không dư thừa thời gian ép độc. Độc tố trong cơ thể bạo phát càng lúc càng nhanh rất nhanh đôi mắt cự xà đầy tiêm máu. Thực lực nguyên bản vượt trên ngũ dai, rất nhanh suy nhược xuống ngũ dai, đồng thời liên tục suy nhược. Tới sau cùng, mỗi lần đuôi di chuyển, lực lượng chỉ còn tới tam dai mà thôi. Tình hình này khiến nghệ phong vui mừng khôn xiết, liền dừng thi triển thân pháp nghị ảnh, khi đó cách cự xà khoảng cách tương đối xa. Một ma thú tam dai, hắn không cần phải tránh né. Ngao, cự xà xông về phía nghệ phong, miệng xà há lớn dường như muốn nuốt chửng nghệ phong nhìn cự xà này vẫn vọng tưởng nuốt chừng chính mình, khóe miệng nghệ phong nhếch lên cười nhạt. Thi triển xí diễm chảm, hung hăng bổ tới đối phương. Đợt công kích này, khiến trên thân thể cự xà bắn ra một vòi máu tanh. Nghệ phong nhìn vết tích trên người cự xà, không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ ra cự xà này thật rắn, xí diễm chảm cường hãn như vậy. Chém vào thân thể nó vết chỉ có thể tạo thành vết máu dài nửa thước. Bản đế không tin, không thể chặt đứt ngươi. Nghệ Phong cũng phát cáu, kiếm nối kiếm không ngừng chém xuống. Cự xà không lồ, phản ứng kém xa nhân loại, thân thể không lồ trở thành mục tiêu rất tốt nghệ phong công kích, trong thời gian ngắn, bị nghệ phong liên tục chém hơn 10 kiếm. Hơn 10 kiếm này, cũng vẽ lên thân thể cự xà hơn 10 vết rách Điều này khiến nghệ phong tức giận mắng, nếu như quân cấp bình thường gặp cự xà này, cho dù nó đứng yên để hắn chém giết, nhất định không thể giết chết nó. tinh bao thương khung, xí diễm chảm, nghệ phong không ngừng thi triển kỹ năng cao cấp, hung hăng bổ tới thân thể cự xà. Cự xà đứt đuôi Hiện tại không thể tấn công nghệ phong. Ngao, liên tục chém xuống, cự xa không ngừng giống lớn. Độc tố trong cơ thể bạo phát, khiến hai mắt nó nheo lại, toàn bộ thân thể hoàn toàn vô lực. Cự xa nhìn nghệ phong vẫn không ngừng thi triển kỹ năng cao cấp đánh vào thân thể chính mình, trong lòng vô cùng lo lắng. Thật không ngờ độc tố của đối phương cường hãn như vậy, nó cũng không ngờ độc tố phát tác nhanh như vậy, nguyên bản nghĩ tốc chiến tốc thắng giải quyết đối phương. Hiện tại vết thương trên thân thể nó không ngừng tăng lên, nếu như không loại bỏ độc tố, e là sẽ bị đối phương chém chết. Nghĩ vậy, cự xà đông đưa phần đuôi lớn, muốn chìm xuống đáy hồ. Thế nhưng, nghệ phong tiêu hao nhiều tinh lực như vậy, làm sao có thể để nó dễ dàng trốn thoát. Lưu lại ma tinh của ngươi, nghệ phong giống giận, thuộc dục lực lượng trong cơ thể tới tột cùng, tà đế lực bạo phát, cùng với năng lượng phệ châu hội tụ tại long kiếm. Đứt, nghệ phong hô lớn, một kiếm giống như chảm thiên, hung hăng bổ về phía đầu xà. Kiếm này, khiến cự xà khinh hoàng, phần đuôi trên quét về phía nghệ phong, muốn ngăn cản kiếm này. Đi chết đi, nghệ phong nổi giận gầm lớn, kiếm trực tiếp chém xuống đuôi trên của cửa xa, một kiếm của nghệ phong ẩn chứa 12 phần lực đạo, giống như đao chém đậu hũ, thẳng tắp chặt đứt phần đuôi trên của cửa xa. Một đạo máu thịt bắn tung tóe, nhiễm đỏ khoảng lớn trên mặt hồ. Ngao, cự xa đau đớn, không ngừng gầm rú, xí diễm chảm, nghệ phong lại gầm lớn, lại tiếp tục bổ thẳng xuống đầu xa. Lần công kích này, ma tinh trong đầu xà cũng bị nghệ phong lấy ra cùng lúc đó hồn thể cự xà tiêu bắn về phía xa xa nghệ phong chưa kịp xuất thủ yêu hồn long xà đã nhanh chóng bay tới thôn vệ sau khi ăn no lại ngoan ngoãn ngủ say trong lòng nghệ phong nghệ phong vuốt vuốt khối ma tinh mang theo năng lượng kinh khủng này trong lòng vô cùng hưng phấn nếu như cầm viên ma tinh này tới bên ngoài đổi lấy một tòa thành trì cũng không đổi bất quá nhìn thi thể cự xà này chìm vào đáy hồ trong lòng nghệ phong không khỏi sợ hãi than Ma thú vốn có ưu thế tiên thiên, thực sự có thể nói chính là nghịch thiên, không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Nghệ Phong nhớ tới biến dị Cẩu Lăng Thần Quyết khi đạt tới quân cấp, nói vậy Lăng Thần Quyết tu luyện lực lượng, chung quy một ngày nào đó sẽ vượt qua ma thú. Ít nhất, Nghệ Phong cảm thấy, mỗi khi Lăng Thần Quyết hấp thụ năng lượng, phần lớn đều giúp hắn rèn luyện. Khi hắn đạt tới nhị giai, lực lượng mạnh hơn so với khi vừa đi vào quân cấp rất nhiều. Nghệ Phong cất Ma Tinh vào linh giới băng ngưng vẫn ẩn nấp phía xa xa lắc mình tới bên cạnh nghệ phong nhìn mảnh máu tươi trên mặt hồ nàng không kiềm chế được tán thán nói e là quân cấp ngũ dài cũng không thể giết chết ma thú này nghệ phong khẽ cười cười lần này không phải vì đối phương tham lam nuốt chừng đan dược thất giai để hắn chiếm tiện nghi tưởng rằng hắn không thể thu thập nó thế nhưng ma thú cũng chỉ là ma thú không thể thông minh và gian trá bằng nhân loại đi thôi đi lấy hải lam thánh quả nghệ phong quay về phía băng ngưng nói đại chiến lần này cho dù vận dụng lăng thân quyết khôi phục thực lực cũng cảm thấy mệt mỏi nhìn hải lam thánh quả trước mắt nghệ phong lắc mình bay nhanh về phía hải lam thánh quả chém giết ma thú này hao tổn rất nhiều thời gian nếu như không lấy nhanh e gặp phải phiền toái ưng ừ, băng ngưng gật đầu lấy hộp ngọc từ linh giới quay về phía nghệ phong nói dùng hộp ngọc này đựng nghệ phong gật đầu cẩn thận hái hải lam thánh quả cách thức hái hải lam thánh quả có chút đặc thù nhất cử nhất động nghệ phong đều dè chừng việc này liên quan tới sinh mệnh của Điệp Vận Du, không cho phép hắn phạm sai lầm. Sau khi Nghệ Phong hái Hải Lam Thánh quả cất vào hộp ngọc, thu về linh giới, Nghệ Phong mới thở dài. Tiêu tốn nhiều tinh lực như vậy, rốt cục đã đạt được. Băng Ngưng thấy bộ dáng Nghệ Phong thu hồi một Hải Lam Thánh quả vào hộp ngọc, đồng thời cảm thán Nghệ Phong cẩn thận. Lại lần nữa lấy ra hộp ngọc, ở đây còn bốn quả Hải Lam Thánh quả, loại thánh vật này rất có tác dụng. Người mau hái nhanh một chút, Nghệ Phong quay về phía Băng Ngưng gật đầu, lại tiếp tục hái những quả hải lam thánh quả này. Nghệ Phong vẫn như trước cẩn thận hái, khi hái đến quả thứ ba, Nghệ Phong khẽ trao mày, quay về phía băng ngưng trầm giọng nói. Có người tới, những lời này khiến băng ngưng cả kinh, lập tức quay về phía Nghệ Phong. Lưu lại cho đối phương một quả, ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị nói gì đó, Nghệ Phong lại nhíu mày nói. Bọn họ đứng xung quanh, muốn chạy, e là sẽ bị đối phương ngăn lại. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1419, lưỡng cung tề tụ. Hải Lam Thánh Quả, mấy đạo thân ảnh đứng bên cạnh hồ, cả đám nhìn thấy quả tản ra lam quang quái dị, ánh mắt bọn họ đều rực cháy, hô hấp dần dần gấp gáp. Nghệ Phong nhìn về phía người hai cung đứng yên lặng xung quanh. Hắn khẽ nhíu lại, thu hộp ngọc trên tay vào linh giới không để lại vết tích. Trong lòng căng thẳng, nắm chặt tay băng ngưng cảnh giác nhìn đám người này. Lúc này người hai cùng chú ý tới hai người đứng bên cây hải lam thánh quả, nhìn mặt hồ dưới chân bọn họ nhiễm đỏ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ đã nhận ra, ma thú thủ hộ hải lam thánh quả đã bị đối phương giết chết. Trong cấm địa không thiếu ma thú cường hãn, tất nhiên thực lực của ma thú thủ hộ hải lam thánh quả đã đạt tới thất sai. Bọn họ rất khó lý giải, hai tiểu oa nhi này có thể giết chết ma thú thất sai. Đám người bên trái thấy băng ngưng bị nghệ phong kéo đi, vô cùng kinh ngạc hô lớn. Băng ngưng, tại sao ngươi ở chỗ này? Cửa cung chính là ngươi mở. Băng ngưng nhìn về phía đám người bên trái, nhất thời thở dài. Quay về phía nghệ phong nói, bên phải là người Tây Hải Cung, bên trái là người Đông Hải Cung. Băng ngưng tiến về phía trước một bước, quay về phía bên trái không người thi lễ, nói. Trưởng lão, trước hết để ta lấy hải lam thánh quả rồi nói. Người Đông Hải Cung nhíu mày, nhìn băng ngưng cầm tay nghệ phong đứng cùng một chỗ. Bọn họ suy nghĩ một chút liền gật đầu, trong lòng có chút bất mãn cấm địa đông hải cung tại sao ngoại nhân có thể tiến vào do xét thực lực bang ngưng một hồi những người này tựa hồ minh bạch bang ngưng có thể đến nơi này đều nhờ thanh niên trước mặt giúp đỡ người tây hải cung lúc này càng hưng phấn hiện tại trông thấy hải lam thánh quả hơn nữa bang ngưng còn đứng tại đây nếu như đạt được toàn bộ tây hải cung quật khởi không ai có thể ngăn cản đoạt lấy bang ngưng và hải lam thánh quả trưởng lão đứng đầu tây hải cung hô lớn ngưỡng lời này khiến người đông hải cung hừ lạnh đều tự đề cao đấu khí đối chọi gay gắt cùng người tây hải cung phát tín hiệu thông báo các trưởng lão khác tới đây đầu lĩnh đông hải cung quay về phía các trưởng lão phân phó nói những lời này khiến đám người đông hải cung đều gật đầu bọn họ hiện tại tới bốn người thực lực đều đạt tới quân cấp thế nhưng hiển nhiên đối phương nhiều hơn toàn bộ sáu người tới đây nghệ phong nhìn hai bên đối chọi gay gắt không để ý tới hai người bọn họ liền đưa tay hái hải lam thánh quả còn lại tiểu tử dừng tay người tây hải cung thấy nghệ phong vẫn dám động thủ giống giận kêu lớn nếu không có kỵ người đông hải cung e là đã sớm công kích về phía nghệ phong nghệ phong không phản ứng lại đối phương vẫn tiếp tục hái hải lam thánh quả cuối cùng băng ngưng hắn là ai vậy trưởng lão đông hải cung thấy nghệ phong không để ý tới hai đám người bọn họ bất mãn hỏi băng ngưng vội vàng giải thích hắn là người thái gia ra mời tới giúp ta mở cấm địa cũng chính là tông chủ tà tông tà đế đương đại câu nói này nhất thời khiến sắc mặt trưởng lão hai cung ngưng động. Thật không ngờ địa vị của thanh niên này lớn như vậy. Người Đông Hải Cung vừa nghe người này được Đông Hải Cung chủ mời tới, về điểm căm ghét vừa nãy cũng hoàn toàn tiêu tan. Thân phận đặc biệt của nghệ phong, khiến trong lòng bọn họ cũng có chút hưng phấn, nếu có thể quan hệ tốt cùng tà tông, quả thực rất có lợi đối với Đông Hải Cung. Ha ha, hóa ra là tà đế đương đại, vừa nãy thật thất lễ. Đầu lĩnh Đông Hải Cung hòa nhã quay về phía nghệ phong bắt chuyện. Nghệ phong khẽ gật đầu ra hiệu, Động tác trên tay hắn vẫn không ngừng. Sau cùng Hải Lam thánh quả cuối cùng cũng được hái xuống. Nghệ Phong dùng hộp ngọc đựng, tiện tay đưa tới đầu lĩnh Đông Hải cung nói: "Đây coi như thù lao Đông Hải cung giúp ta, dọc đường nếu như Băng Ngưng không đi cùng, Nghệ Phong cũng không thể tiến nhập cấm địa, với tính cách của nàng, tặng nàng Hải Lam thánh quả, nhất định nàng không nhận. Thế nhưng, gặp người Đông Hải cung thật tốt, Nghệ Phong không nhỏ mọn, tặng Hải Lam thánh quả cuối cùng cho Đông Hải cung. Về phần Băng Ngưng, Nghệ Phong cầu xin tam trưởng lão luyện chế đan dược tặng nàng, bốn hải lam thánh quả kia cũng đủ bọn họ dùng. Đầu lĩnh Đông Hải cung thấy Nghệ Phong tùy ý tặng bọn họ hải lam thánh quả, trong lòng vô cùng vui vẻ. Loại bảo vật này giúp bọn họ tu luyện thuộc tính băng, quả thực không gì tốt hơn. Băng ngưng thấy đầu lĩnh Đông Hải cung tiếp nhận hải lam thánh quả, cất vào linh giới, nàng khẽ nhíu mày. Trên đường nàng tới đây, đều được Nghệ Phong trợ giúp, ngay cả ma thú kinh khủng kia đều do Nghệ Phong chém chết. Đông Hải cung lại nhận vật chân quý như vậy, thật sự không nói nổi thế nhưng trông thấy sắc mặt nghệ phong thản nhiên như không cuối cùng nàng không nói gì thêm người tây hải cung thấy tràng cảnh như vậy khóe miệng nhếch lên tiêu ý cho dù thu hồi chẳng phải sẽ bị bọn họ đoạt lại tốc chiến tốc thắng mau chóng giải quyết những người này đầu lính tây hải cung hừ lạnh phái mọi người vây công đám người đông hải cung bọn họ biết không thể bỏ lỡ cơ hội lúc này bọn họ chiếm ưu thế nếu như đợi người đông hải cung tới trợ giúp ắt sẽ mất hết ưu thế đầu lĩnh Đông Hải Cung thấy mọi người bị bọn họ vây khốn, khẽ nhíu mày. Tuy rằng võ giả Đông Hải Cung tiến nhập cấm địa không ít, thế nhưng phân tán khắp nơi, nếu như xung quanh không có võ giả Đông Hải Cung, e là trận chiến này không khả quan. Đầu lĩnh Đông Hải Cung không khỏi nhìn về phía Nghệ Phong, Nghệ Phong thấy ánh mắt đối phương thoáng liếc nhìn chính mình, hắn khẽ gật đầu. Thấy Nghệ Phong gật đầu, đầu lĩnh Đông Hải Cung cố phần vui mừng. Ta đế, người đối phó một quân cấp, chúng ta ngăn cản năm người kia, không cần thiết giết chết bọn họ, chỉ cần chống đỡ khoảng thời gian ngắn là đủ rồi. Người Tây Hải Cung thấy Nghệ Phong vừa mới tặng Đông Hải Cung Hải Lam Thánh Quả, chỉ biết bọn họ quan hệ rất mật thiết. Đầu lĩnh Tây Hải Cung quay về phía võ giả bên cạnh hô lớn. Lãnh hoàn, người hãy giải quyết tiểu tử kia, bắt nữ nhân kia. Trưởng lão đứng bên cạnh hắn gật đầu, nhanh chóng bay về phía Nghệ Phong. Đầu lĩnh Đông Hải Cung thấy võ giả kia bay nhanh như tên bắn, trong lòng vô cùng kinh hãi, thật không ngờ người Tây Hải Cung cư nhiên phái quân cấp ngũ dài tới đối phó với nghệ phong đầu lĩnh Đông Hải Cung đang định phái người tới trợ giúp lại phát hiện nghệ phong nhanh chóng bay tới giao phong với đối phương cùng một chỗ mọi người trông thấy tràng cảnh như vậy toàn bộ đám người khẽ run lên thực sự không thể tin thanh niên này dám chủ động chạy tới giao thủ cùng quân cấp ngũ dài lẽ nào thực lực của hắn đã tới trình độ kinh khủng này hay sao ánh mắt mọi người chuyển về phía băng ngưng lại phát hiện sắc mặt băng ngưng không biến đổi nhiều băng ngưng từng chứng kiến nghệ phong giết chết ma thú cường đại kia, cho nên quân cấp ngũ giai này quả thực không khiến nàng kinh ngạc. Tuy rằng vừa nãy nghệ phong sử dụng độc dược, thế nhưng lúc này nghệ phong chỉ phải cầm chân hắn, với tốc độ và thực lực của nghệ phong, thực sự cầm chân đối phương không phải vấn đề quá lớn. Tuy rằng đầu lĩnh Đông Hải Cung kinh ngạc, thế nhưng không tiếp tục phái người trợ giúp nghệ phong. Hắn cũng muốn chứng kiến một chút, xem rốt cuộc tà đế đương đại mạnh như thế nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.